Rồi, hôm nay được hướng dẫn em giải cái đề kiểm tra cuối học kỳ 2 tháng 10 năm 2022-2023 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến ở Bình Dương. Trường này cũng đề rất hay nhé, trường này nổi tiếng đó, ở Bình Dương đó. Rồi, đề này có hai phần, trắc nghiệm 5 điểm thành 5 câu và tự luận 5 điểm 4 câu. Sẽ đi đề này có lẽ là mình giải một đề thôi chứ không phải hai đề, vì đề là khó giải kỹ lưỡng thì mình phải hiểu được. Chúng ta cũng giải khá nhiều, hai mấy đề nội dung chương trình là cũng nằm trong đề thôi. Câu 1 cho 3 ra bon có phương trình y bình bằng 8. Nó ghi là a parabola, tức là cái đề gốc đó là sao là cũng máy giống vậy. Phương trình là y bình đó, bằng là 8x được chưa? Rồi, tọa độ tiêu điểm vào phương trình đường chuẩn của parabola. Cái này tự nhiên cái nó cứ bị mắc hoài. Rồi, mình nhớ là parabol nhé. Nhắc lại, ô là kiến thức thật kỹ nha, đi thi quên công thức lần mặt đấy. Rồi, parabol đây, y bình bằng 2bx. Cái phương trình đường chuẩn đó là x cộng b chia 2 bằng 0. Thì có cái parabol này. Y bình bằng 8x là bằng 2bx. Thì bình đồng nhất 2b bằng 8, b bằng 4. Đó, thì mình sẽ suy ra cái tiêu điểm của mình này, đó là b chia 2 với 0. Tiêu điểm đây là này. Tiêu điểm tiêu điểm là f b chia 2 với 0 và phương trình đường chuẩn x cộng b chia 2 bằng 0, x cộng b chia 2 bằng 0. Chỗ này mình suy ra b chia 2 đi ha. Chỉ là bằng 4, chia 2 là bằng 2. Vậy mình suy ra tiêu điểm f là 2 0 và phương trình đường chuẩn x cộng 2 bằng 0. F 2 0 x cộng 2 bằng 0 hay là x bằng trừ 2 ấy. Nên mình tương đương nhé, x cho mình là trừ 2. Đó. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? A. Rồi, ta đi vào câu số 2. Trong một phần tọa độ oxy cho vector A và vector B như thế này, tọa độ 2 trừ 5 cho M 1 cộng 2 tìm M để A với B vuông góc với nhau. A B vuông góc với nhau thì mình suy ra tích hai vector AB bằng vector không. Đây là mình biết rồi ha. Đấy, hai vector vuông góc với nhau nhân nhau tích này gọi là tích vô hướng bằng bằng không chứ không phải bằng vector không nhé. Rồi như vậy đây mình lấy đầu đuôi những đuôi và hai nhân m cộng cho trừ 5 nhân với m cộng 2 không. Ở đây là 2m với m là 3m cộng 2 bằng không. M sẽ bằng là phải trừ 5 chứ không phải vậy. Nên là trừ 5. Trừ 5 nhân m 2 thì đây 2m trừ 5m trừ 10 bằng 0. Vậy tương đương với gì? Trừ 3m trừ 10 bằng 0, tức là trừ 3m bằng 10, tức là m bằng trừ 10 bằng 3. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A.
Rồi, ta sẽ đi vào câu số 3. Theo một đồng tiền, cân đối và đồng chất 4 lần, xác suất để cả 4 lần xuất hiện mặt sắt là xác suất để cả 4 lần xuất hiện mặt sắt. Tức là ở đây nè, công nhiên lần thứ nhất có hai cái chọn đúng không, lần thứ hai có hai cái chọn, lần thứ ba là hai cái chọn, nói chung là có 4 lần, là mỗi lần có hai cái chọn là hai 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 bốn là bằng 16. Rồi nè, mình gọi A là biến cố không mà cả 4 lần đều xuất hiện chắc. Rồi, cả 4 lần đeo mà xuất hiện mình sắp hết, tức là số khả năng xảy ra, tức là sắp 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 thì chỉ có một thôi đúng không, xác suất xác suất xảy ra A là BA và A là A thuộc dạng là omega, tức là bằng 1 phần 16. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu số 4. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua góc tọa độ O và tiếp xúc với đường đường tròn này, tiếp xúc là khoảng cách từ tâm, đúng không, cho đến bạn chọn tích từ tâm cho đến cái đường thẳng đó là khoảng chín, đúng không? Như vậy đầu tiên chúng ta phải tiếp xúc với đường tròn này, thì giờ có bao nhiêu đường thẳng đi qua góc O và tiếp xúc với đường tròn này, thì đầu tiên phải tìm cái đường tròn này coi có tâm và bán kính như thế nào. Đường tròn này ha, có dạng nó là gì, C bằng y bình của y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng C bằng không, đấy A bình cộng B bình trừ C là dương, thì mình đồng nhất với nhau trừ 2a đứng trước s là trừ 2, trừ 2b trước y là 4, C là trừ 11. Rồi chúng ta sẽ giải là ABC trừ 2A mình trừ 2 thì 2 sẽ mình trừ 2 chia 2 là bằng 1, B sẽ mình là 4 chia trừ 2 là bằng trừ 2, trừ C là A bình cộng B bình trừ C 1 bình, B bình đó trừ 2 bình trừ C mình trừ cho trừ 11, 1 cộng 4 cộng 11 là 16 dương. Đó, thì mình suy ra tâm Y là AB và bán kính R bằng căn A bình cộng B bình trừ C. Suy ra tâm Y đó là 1 trừ 2 và bán kính R bằng căn 16 là bằng 4. Bây giờ chúng ta hiểu nè, hỏi là có bao nhiêu đường thẳng như thế đúng không, rồi có bao nhiêu đường thẳng đi qua góc tọa độ O, thì mình biết nè, nếu mà cái đường tròn như thế này tâm y đây bán kính này R 4, nếu như thằng O này nó thuộc trên đường tròn mình tính là OY á, và nó thuộc trên đường tròn tức là OI nó bằng R, hiểu không? Thì nó chỉ có một tiếp tí duy nhất thôi, còn nếu OI mà lớn hơn R ha, OI này lớn hơn R nó có đúng hai tiếp tí, còn nếu mà OI mà nhỏ hơn R nha, là không có tiếp tí nào cả, nằm trong vòng tròn.
Nên trong trường hợp này mình phải tìm ra OI, đúng không? Như đó là OI, tức là Y trừ cho O đó, lấy 1 trừ 0 là 1 bình, trừ 2 trừ 0 thì em bình là căn 5. À, căn 5 là nó nhỏ hơn bán kính này R, đúng. Cho nên thì là không có tiếp tiến nào của đường tròn kẻ đều ô. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? A. Rồi hiểu em. Chúng ta đi vào câu số 5. Bạn lý sự uống miếng nước nha. Bạn lý sự muốn mua một cỏ ba lá hoặc là cỏ bốn lá. Cỏ ba lá có 7 màu khác nhau, cỏ bốn lá có 8 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn về màu cỏ và số lá của cỏ? Thì dùng cái cách chọn ra rồi đúng không? Có bao nhiêu cách chọn về màu cỏ và số lá của cỏ? Tức là có thể là mình chọn loại ba lá màu gì hoặc là loại bốn lá màu gì thì dùng quy tắc tổng thôi. Chốt các chọn cần tìm là 7 cộng 8 cộng 15 cách. Rồi chúng ta hiểu ha. Giống như là có 15 cái loại lá khác nhau vậy nên chuyện màu sắc. Còn số cánh đó thì có thể khác nhau, trùng nhau. Nhưng mà cái màu nó sẽ là khác nhau. Cho nên ở đây ta chọn là D. À, chúng ta đi vào câu số 6. Đa thức bi ích này nè, khai triển từ những thức nào? Thấy đây có dấu trừ. Không, đây có 4 cái đa thức. Nhưng mà mình để ý cái số đầu tiên là số 32. 32 là có mũ 5, thì thường có mũ 5 lên, 32 là số 2. À, mình đã có thêm dấu trừ xen kẽ nữa. Thì chỉ có đó A với D là hợp lý. Nhưng mà đứng đầu dương cho nên phải chọn ít, nếu mình chọn ít tính sao là nam cho nên phải đó được là có A. Nhưng mà khai triển này cho nhìn thấy này nha, tức là mình phải xét nhiều nhiều đáp án đó, dùng những thức như ta C5 tức là đây mình sẽ hiểu đó. Đây đúng không, tách ra là hai ít chọn âm một của năm đúng như cái công thức của Newton. C5 chập to 2x, C5 chập to 2x, A mũ 5, C5 chập 1, A mũ 4, B C5 chập 2, A mũ 3, B bình, C5 chập 3, A mũ 2, B mũ 3, C5 chập 4, A B 4, C5 chậm 5, B 5. C5 chậm 0 là 4, 2 mũ 5 là 32, 5. C5 chậm 1 là 5, 2 mũ 4, 16, 4, trừ 1. C5 chậm 2 là 10, 2 tất cả mũ 3 là 8, mũ 3, trừ 1, trừ 4 là 1. C5 chậm 3 là 10, 2 tất cả mũ 2 là 4, bình, trừ 1 của 3 là trừ 1, trên 5 được 4 là 5, hãy trừ 1 của 4 là 1, trên 5 là 1, trừ 1 của 5 là trừ 1. Rồi, đây là tính ra nè, 32 x 1, 32 là 32 x 5. Rồi, 1 x 16 trừ 1 là trừ 16 x 4. Cộng 10 x 8 là 80 x 3. 10 x 4 trừ 1 là 4, trừ 40 x bình. 5 x 2 x 1 là 10 x 1. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Và đơn giản là chọn A thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Cái chuyện mà chọn cho nhanh đúng thì cái chuyện A là cũng được. Nhưng ở đây là mình đang học để mình hiểu. Nên mình hiểu chứ không phải là mình đang học để mình lấy điểm. Đó, như là học là thi thi thì mình sẽ chọn nó A liền, nhưng mà đây học để hiểu.
Còn những giáo viên nào mà dạy nhanh nhanh thì tùy, tôi không thích dạy kiểu đó. Rồi, bạn đậu thủ khoa giải bắt quy trình như thế này. Đó, theo ba bước sau, bước một đặt FX bằng này, bước hai là phải kết dấu, đó. Bước ba kết luận tập hiệu của phương trình. Đó. Vậy nó hỏi là hỏi bạn đậu thủ khoa làm sai bước nào? Bạn đậu thủ khoa làm sai bước nào? Theo mấy bạn là sai lúc nào? Nhìn nha. Thì cái này nó còn không đúng không? Rồi, bước 2 à, đọc ấy viết bằng này, bước 2 là bạn xếp dấu. Cái này à, trong có hai nghiệm đúng không? Trừ A trừ B cộng C bằng không. Nghiệm là trừ 1, nghiệm là trừ C chia A. Trong trái ngoài cùng à, bước thứ ba là kết luận tập nghiệm à, S bằng là trừ 1 đến 3 thì các bạn thủ khoa làm sai ở bước 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 3. Tại sao sai bước 3? Bởi vì cái tập nghiệm nó có dấu bằng, có bằng vuông, nó để đây làm tròn, hiểu không? Đó, cho nên nó sai ở chỗ đó đó, hiểu chưa? Đó. Hiểu không? Khỏe này. Đây. À, có cái này góc lại. Bước 3 là câu D. Hiểu chưa? Sai ở bước 3. Rồi, trong trái dấu da đây là cái này bài 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 à, trong trái dấu da, trong trái dấu da là trong trong là trừ mà là cộng à, trong trường mà cộng là bắt phương trình này không có dấu bằng, cái này nó cũng tùm lum hết vậy đúng không? Bước hai là sai luôn này, bước hai sai, bạn thủ khoa làm sai từ bước nào, từ nhưng mà từ bước nào là bước hai là sai. Rồi, A mình hiểu không? Cô B đúng, tức là mấy bước kia chắc là sai hết, sai tức là bước hai, từ bước hai là sai. Bạn thấy hay không? Vì các bạn thiết dấu của mình nó phải là như thế này, trừ đúng giữa, còn hai bên là cộng, nó hỏi từ lúc nào chứ nó không hỏi là sai lúc nào, nếu mà mình đọc không cẩn thận là mình bị nó lừa đúng không? Cái đề này thấy hay không? À, chúng ta sẽ chọn cái này gì? Nó hay chỗ là nó lạ, các bạn nó có thấy được trong mấy cái đề thường đó. Cho kiểu là nó hỏi từ bước nào chứ không phải là hỏi sai bước nào nha, tức là bước ba cũng sai luôn á. Rồi chọn B bước hai này. Rồi ta sẽ đi vào câu 8. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm? Thì cái phương trình này thì được đó và thì được đó thì mình hiểu không? Bình phương hai vế lên. À, bình phương hai vế cái phương trình ta được à, bình phương hai vế của phương trình ta được, tại sao nó bình phương lên mà không dùng chỉ tuyệt đối này mà chỉ đối kia, dùng gì là như thằng này không có chỉ tuyệt đối là sao đúng không? Cho nên mình làm cách nào, cách là cứ bình phương lên đây để chỉ cho cái cách này nhiều cách làm đó. Rồi bạn chuyển về vế, chuyển qua bên tay phải. À. Rồi bạn sẽ dùng thành hình thức A bình trừ B bình đó, A cộng B. A trừ B. Rồi rút gọn là x bình trừ 3x cộng 7x trừ x.
trừ 4 cộng 3 là trừ 4 cộng 1 trừ 3 x bình trừ b trừ hết trừ 5 x trừ 5 bằng 0 để cho hai cái môn trình là nó bằng 0 hoặc x bình trừ 5 x trừ 5 bằng 0. Và phương trình trên giải ra mod 9 hay 2 1 trừ 1 trừ 3 đó là một căn tổng trừ căn 13 bằng 2 x bằng 1 1 cộng trừ căn 13 bằng 2. Một phương trình tiếp theo 1 trừ 5 trừ 5 1 trừ 5 trừ 5 5 cộng 3 căn 5 chia 2 5 trừ 3 căn 5 chia 2 là 5 cộng trừ 3 căn 5 chia 2. Và chúng ta tiếp ha. Vậy phương trình có 4 điểm. Chọn đáp án là C. 4 điểm. Đây là C nha. Rồi, ta đi vào câu số 9. Đó, chính như thế nào đây? Trong cuộc thi học sinh giỏi, có 15 em tham dự, biết rằng không có hai em học sinh nào có điểm bằng nhau. À, tức là trong 15 đứa này điểm khác nhau hết. Nếu kết quả của cuộc thi là việc chọn ra các giải nhất, nhì, ba thì có bao nhiêu cách chọn có thể xảy ra? Thì bây giờ tất cả là những đứa này đều đều có thể là đạt giải nhất nhì ba, vậy 15 đứa này đúng không? À, chọn ra ba đứa dùng cho ba chỗ được chưa? À, chọn ra ba đứa dùng cho ba chỗ. À, thật ra là phải lấy từ trên tới dưới đúng không? Theo luật của thi cử là điểm phải từ trên xuống dưới. Đó là chỉ có một cách duy nhất thôi. Đồng ý không? Nhất là phải cao nhất, nhì là phải gì? Thấp hơn, ba thấp hơn, nhưng mà đây là nó đang mẫu cái kiểu gọi là nói cho vui vậy đó ha. À, tức là điểm thấp làm sao giải nhất được, mà hiểu không? Thì đây là mình đang làm cho cái kiểu là mình làm cho biết thôi, chứ không phải là làm theo nó đúng thực tế. À, thực tế là không được chọn, kiểu đó là chọn theo cái điểm số đó, từ trên xuống dưới. Vậy 15 chọn ra ba dùng như ba chỗ đúng không? Nhất thì ba là dùng A đó. Chỗ cách chọn cần tìm là dùng cái A 15 cộng 3 tức là điểm hợp 15 cộng 3 à. 15 và bằng 2730. Cách chúng ta sẽ chọn đó là rồi đã rõ ha. Ta đi vào câu số 10. Cho khi mẹ con H có phương trình x bình với bình trừ y bình với b bình 1, các vấn đề sau, hỏi là có bao nhiêu vấn đề đúng. Đó, bao nhiêu vấn đề đúng. Thì tiêu cự của H là F1, F2 và 2C là đúng. C bình, A bình, B bình. Nè, nếu mình không biết, mình coi là khi mẹ con. Đây. Đấy. Đó, khi mẹ con đây. Đó, tiêu cự này. F1, F2 và 2C. Đúng không? Và cái này khi mình bình phương rồi đó là B bình còn C bình cộng A bình AC bình trừ A bình, tức là ở đây mình tìm ra C bình thì nó bằng là A bình cộng B bình đó, thì cái này là đúng. A tiêu cự 2C là đúng. A là đúng nha. Rồi, test tiếp theo là B. H có độ dài trục thật hay A, độ dài trục ảo bằng 2B. Đúng nè. Độ dài trục thật nè. A1, A2 là trục thật.
Đây nó không ghi 2A, mình phải hiểu là 2A. A thì đây là 2A. Thì cho cái gì A nó có hoành độ là trừ A với trừ A là tính ra độ lớn của nó là 2A. Còn trục ảo B1 với 2 gọi là trục ảo này. Tức là trừ B đến B đó. Đúng không? Đó. Độ lớn nó cũng là 2B. Thì là đúng. Và C. Phương trình hai tiệm cận y bằng cộng trừ a chia cho b nhân x. Phương trình đó là b chia a chứ phải a chia b. Phương trình hai đường tiệm cận đó, đó tức là cái đường nào đó, cái đường này nè, này hai cái đường đó gọi là hai đường tiệm cận mà trong cái lý thuyết của sách trong trời sáng tạo là không có. Cái này có lẽ là đã học nó học cái chương trình kết nối tri thức với cuộc sống có, bạn hiểu không? Cái câu C này là sai này, nhớ nha. Vì bởi vì bạn học một chương trình là sẽ dở liền cái chứ. Hai đường tiệm cận là y cho bằng là cộng trừ, cái này mình sạch Google là có nha. Bên cái chương trình sáng tạo thì nó có đó, thì à, được chưa, chứ không phải là A chia B nữa. Nó ngược cái là B A chia B. Câu D đó là tâm sai của H E bằng C chia A. Tâm sai của H là E bằng C chia A thì trong trường hợp này cũng không có tâm sai luôn, hiểu hay là đúng đó. Nhưng mà làm sao mình biết được cái đó, đúng không? Mình phải học mấy cái chương trình nâng cao mình biết được đó. Nói chung là nó nhiều cái để nói bạn ơi, khi mà mình học mà tới giờ vô đời xin giỏi là mấy cái này thực hiện hết. Là nếu như mà mình không kinh nghiệm mà làm mấy cái đề nâng cao đó, thì mình không làm được cái này, tức là có lẽ là trường này là trường giỏi đó. Theo thầy nghĩ là trường này là trường giỏi nên. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là A1 đó là đáp án D, tức là nó không có bao nhiêu câu đúng ba chứ mình C, nên phải cố gắng học cho nó nhiều lên chưa. Rồi đó là cũng là kỹ năng để ôn để như đi thi để cho cái đó là xìa biết cách làm ha. Phương trình chính tắc của parabol có tiêu điểm thì với cái tiêu điểm này đó. Đó tiêu điểm là gì, f là b chia cho hai không đúng chưa, thì đây mình đồng nhất là b chia cho hai trong ba thì b cho là sáu thì là hai b bằng là hai nhân sáu là 12. Hai phương trình quy tắc của parabol b giờ hai thì công thức là y bình là sẽ bằng là hai bx y bình hai bx tức là bằng 12x, thì chúng ta sẽ chọn là c. Rồi, mình sẽ đi vào câu số 12. Câu 12 như thế nào? Đa tam giác ABC có AB tây giác góc BAC có tam giác gần với góc nào thì dễ, mình từng dùng công thức cosine mình tính thôi. Nên, dùng góc với hai vectơ. Tại vì góc này có việc là góc tù, còn góc với hai đường thẳng với lại góc nhọn cũng lấy thì đó hiểu không? AB đó mình lấy b trừ cho a không trừ một là trừ một, 4 trừ 2 là 2 AC lấy c trừ a 3 trừ 1 là ra 2, 1 trừ 2 là ra trừ 1. Rồi ta phải suy ra cosin góc hợp với hai vectơ tức là cosin của cái góc BAC là cosin góc hợp với hai vectơ AB AC công thức trong sách giáo khoa à, lấy vectơ AB nhân vectơ AC cho độ lớn vectơ AB nhưng độ lớn với ta sẽ
nhân thì lấy đầu ông đầu đuôi đuôi nè, trừ một nhân hai cộng hai nhân cho trừ một chia căn vectơ lấy tọa độ nó bình phương lên, trừ một bên cộng hai bên, hai bên cộng cho trừ một bên, ở trên tử là ra là trừ bốn, thì đó trừ bốn là bốn. Đây là căn 5, như căn 5 là 5. Rồi, dừng bấm tiếp, tiếp có. Tiếp có. Của 4 phần 5. Chỉnh chế độ độ này. Trên trên máy tính phải có chữ D nhưng không được, mình phải bấm là Shift Mode. Ví dụ không hiện chữ D, bấm là Shift Mode 2 1 là D là điền đi là độ. Bấm là Shift Code này, 4 phần 5. Và sẽ là 36,87 độ, 36,87 gần nhất với nè, gần nhất cái là 37 độ. Rồi chúng ta sẽ chọn là bán là C, đúng không? Đây góc giữa hai vectơ A, góc B, C. Đâu quên, nãy đâu có đề thì được đó, tự nhiên thì đó rồi thành ra chỉ bị chó nha, không có chịu chó nhé, thì là ra chiều 4 phần 5 các bạn. Chiều đường nào có chỉ đó là góc với hai đường thẳng nhé, các bạn sửa là trừ 4 phần 5. Thế nó dài không? 143,13 độ, 143, 13 độ thì gần nhất với là gì? Rồi, gần nhất với 143 độ. Rồi, chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 13. Rồi, phương trình này có nghiệm kép khi nào? Đây là phương trình bậc 2 đúng không? Có nghiệm kép khi nào? Tức là phương trình này có các hệ số A là bằng n trừ 2, B là bằng 2, C là sẽ bằng là trừ 1. Rất là nhiều bài này bạn sai bài này, sai chỗ nào biết không? Sai chỗ điều kiện của A là phải khác không, nó là có hai nghiệm ghép được ha, phương trình có nghiệm ghép tuy và những kỳ A phải khác không đó. Rất là nhiều bạn bỏ cái điều kiện này rồi sai hết bài luôn, A khác không được chưa, và delta là A khác không, để đó là phương trình bậc hai. À, để nó có nghiệm kép thì delta nó phải bằng không, đồng ý ha. Đây là công thức năm lớp 9. A của mình chính là m trừ 2, delta là b bình trừ 4 ac, và e bình trừ 4 nhân m trừ 2 nhân c là trừ 1. Rồi ta giải cái này ra, đây là m nó khác hai, còn cái dưới đó, bình phương a 4 trừ 4 nhân trừ 1 là 4, 4 nhân 4 m trừ 8 bằng 0. Đấy. Thì mình sẽ giải cái này là 4m và 4 trừ 8 là trừ 4 bằng 0. Thì 4m 1 chia m, m 1 là khác 2 đúng không? Đó. Thì chúng ta chọn đây là C. Câu số 14. Bạn lọc 4 mùa. Bạn lọc 4 mùa. À, lọc 4 mùa tên hay gì nha. Rồi, muốn cắm 3 bông hoa giống nhau. Ba bông hoa giống nhau vào năm cái lọ khác nhau, năm cái lọ hoa khác nhau, họ có bao nhiêu cái cắm, mỗi lọ cắm không quá một bông, tức là sao? Tức là có lọ, tức là năm bao ba bông mà cắm vô năm cái lọ thì chắc chắn sẽ có hai lọ không có bông đúng không, rồi ba lọ còn lại không quá một bông, mà không được hai bông thì buộc mỗi lọ ba, còn lại mỗi lọ là một bông, đồng ý không?
Thì cái này nhìn như thế nào đây? Và nó yêu cầu là không phân biệt các cái loại, đúng không? Tức là ba cái loại này hình dạng nó giống nhau, cho nên ở đây mình hiểu là năm bông này, năm cái loại hoa. Bây giờ mình sẽ chọn ra ba loại rồi mình dùng vô ba bông hoa, đúng không? Hay là ba bông hoa dùng ba loại cũng vậy thôi, mình dùng C chứ không dùng A được. Bởi vì loại này là đúng ra là năm loại hoa này khác nhau, năm loại hoa khác nhau. À, nhưng mà hoa là giống nhau. Ồ, ngặt vậy đó. Bạn hiểu không? Bây giờ vậy nè, năm cái lọ mình chọn ra ba lọ là C5.3, sau đó mình lấy ba bông mình cắm như ba lọ là giống nhau, cho nên nó chỉ có một cái cắm thôi, hiểu không? Là số cách nè, số cách chọn ra ba lọ là C5.3. Mùng 10. Rồi, sau đó mình số cách gắn ba bông hoa vào ba lọ. Ba bông hoa là giống nhau nha, bông hoa giống nhau vào ba lọ khác nhau thì chỉ có một cái cắm thôi, đúng không? Là ba bông hoa khác nhau mà ba lọ mới là ba dễ thừa. Vậy số cách cắm cần tìm là 10 nhân 1 là 10 cách. Chúng ta chọn lấy là D. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY, phương trình của hyperbola khi biết một đỉnh A và một tiệm cận là bao nhiêu đây? Đỉnh A và một tiệm cận. Rồi, như thế nào? Tức là mình gọi cái phương trình của hyperbola này. Hyperbola là như thế này. Đó, phương trình. Và mình lấy cái đỉnh A đó, mình thay vô, mình giải. Tức là phương trình này theo A bình với B bình. Mình sẽ giải ra được A và B. Rồi cái đường tiệm cận này. Cái đường tiệm cận hay cái đường không? Nó có hai đường tiệm cận. Đó, mà hồi nãy là mình đã học đó. Y nó bằng là cộng trừ B chia A, nhớ nãy không? Hyperbola nè, nè, coi lại nè. Phương trình của hai đường tiệm cận. Phương trình hai đường tiệm cận Y bằng cái này sai cái này. Y bằng cộng trừ B chia A. À, hiểu không? Và ở đây anh cho mấy bạn đó là này, thì bạn phải biết được đây là cái đường dạng là dương hay không. A với B là dương rồi, vậy đây là rút ra là y bằng 3/5 là cái đường y bằng cộng b chia a, nó chứ không phải là trừ b chia a, hiểu ha? Là mình sẽ giải ra được hyperbola. Đó, mình gọi hyperbola hyperbola tại thích để theo gì mình để theo gì ha. À, là gì? X bình chia A bình trừ Y bình chia cho B bình bằng 1. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái điểm gì? Điểm A này. Đó, mình sẽ thuộc vô Y về 1. Thì chỗ này chữ X mình thay là trừ 5, chỗ này chữ Y mình sẽ thay là 0. Không bình chia cho B bình 1 trừ ra mình chia ra 25 chia ra A bình bằng 1. A bình mình đã bằng 25, A mình là bằng 5, A dương nhé. À, có A 5 rồi. Sau đó mình có là D này nè. À, mình tương đương với chuyển qua là 5Y nó bằng là 3X. À, Y sẽ bằng là 3, 5X. Tức là có dạng Y bằng B chia cho A X. Cho nên suy ra đúng không? A bằng 5, B sẽ bằng gì? Đồng nhất là B chia A bằng 3 bằng 5. Thì mình suy ra B sẽ bằng 3 bằng 5 A. Tức là 3 bằng 5 nhân cho 5 là bằng 3. Rồi.
A gì mình chia ra B bình đồng chính. Rồi cái lượng vậy à, vậy khi được con của mình là x bình chia cho a bình là 25 trừ y bình chia b bình là 9 bằng 1, tức là đáp án B. Chọn B nha. Thêm cái trường đại thi cái đề hay không? Mình làm là biết rồi đúng không? Khi mình học trên lớp là mình học thêm ở đây rồi thì mình thấy là cái sự cái đề số trường ra rất là hay, rất là khó về dễ như mình đâu. Rồi phương trình có nghiệm là như thế nào thì bây giờ cái công thức là biết cái dạng thì quá quen nha. Bình phương hai vế của phương trình ta được 2x trừ 1 bằng x bình cộng 2x trừ 5. Đó, mình chuyển qua bên tay tay phải trừ 2x cộng 1 bằng 0. Rút gọn là x bình 2x trừ 2x mất trừ 5 cộng 1 trừ 4 bằng 0. X bằng 2 bằng x bằng trừ 2. Rồi mình thay vô một trong hai cái là cái này dễ nè, thay số hai vô đây là nó dương, thay trừ hai vô đây là nó hiểu không, cho nên mình chỉ nhận giá trị là hai thôi, tức là thử, tức là đấy là mình thay hết vô cái cụm này là nó bằng hai cái bằng nhau hay là trừ nha, nó bằng không, nhưng mà hai cái là đủ để bằng một bên hay là một bên. Thử thay các giá trị trên vào phương trình ta thấy các giá trị trên vào phương trình ta thấy chỉ có giá trị x bằng hai hỏi này thì chọn là vậy phương trình có nghĩa là gì, vậy phương trình đó là phi đối lượng nha, có nghĩa là x bằng hai chọn là đáp án D. À, chúng ta đi vào câu số 17. Gieo ba con xúc xắc. Rồi, xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc là như nhau. Và ta không gieo được hố. Là N omega. Đúng không? Mặt thứ nhất, con thứ nhất có 6 mặt. 6 cái chọn. Con thứ hai có 6, con thứ ba có 8, 6 của 3. Cho nó nhanh. Đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra được tổng của bạn 216. Rồi, loại N là biến cố nó mà số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc như nhau, tức là giống nhau, tức là đúng không? Các trường hợp xảy ra số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc như nhau là cái là một đúng không, hai hai hai, ba ba ba, bốn bốn bốn, năm năm năm, sáu sáu sáu, là có sáu trường hợp số khả năng xảy ra a là na bằng sáu. Vậy xác suất xảy ra là xác suất xảy ra là đây là BA NA chia cho N omega đúng không? N omega tức là bằng 6 phần 216. Ở đây nó có đáp án luôn C, vì là nó rút gọn được thì rút, nó không cho nó rút gọn mình để gì luôn, mình chỉ chọn là C. Rồi ta sẽ đi vào câu số 18. Trong một tuần bạn Ngô Nghê dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn Ngô Nghê có thể làm được bao nhiêu cách?
bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình, thăm một bạn không quá một lần. Đấy, chỉ có 12 người bạn đúng không? À, thì đây là sao? Ở đây có 12 người bạn. Mình có một tuần có 7 ngày ha. Đúng không? Đó, thì đầu tiên là mình sẽ chọn ra 12 người bạn trước. Đúng không? Chọn ra 12 người bạn. 12 người bạn chọn ra 5 người. 7 người chứ. Sau đó mình sắp 7 ngày nó vô 7 người. Nha, 7 7 ngày này là mình sắp vô 7 người, 7 giờ thừa. Đúng không? Đó, mình sẽ tìm ra được. Tức là số cái chọn ra 7 người bạn trong 12 người bạn là C12 chấm 7, 12 chấm 7 792. Rồi, số cách tiếp. Số cách tiếp. Bảy người bạn, 7 ngàn, cho 7 người bạn, 7 ngàn cho 7 người bạn là 7 giờ thừa, 7 giờ thừa, đúng không? 5 không 4 không. À, vậy số cách tiếp cần tìm là đó là 792 nhân 5 không 4 không nhân cho 792 à, là 399 1680, 399 1680. Okay. Rồi ta sẽ chọn đó là D. Rồi, mình sẽ đi vào câu số 19. Trong một phẳng OXY cho tam giác AB, cho tam giác có ABC. Uống nước cái nhanh. Rồi, có 3 điểm, nó cho tam giác này. Phương trình là sau đây là phương trình đường cao kẻ từ A, dễ quá. Tức là gọi là đường cao AH đi nha. Đi qua A và có vectơ chỉ phương cho pháp lý. Đúng không? Pháp lý là N. N là bằng gì? Vector BC, thì nó vuông góc với BC. BC. Làm lấy C trừ B 5 trừ 3 là 24 trừ 1 ra 3. Đó, mình đây là phương trình tổng quát. Đường cao AH có dạng 2x cộng 3y cộng C bằng 0. Chúng ta lấy điểm A thì càng hát có mấy tài liệu phát triển ta lấy điểm A nó thuộc vào này. Tuy nhiên mấy bạn dùng công thức N lấy 2 nhân x chữ x A cộng 3 nhân y chữ A cộng đúng, mà cái đó là chương trình cũ nha. Cách căn trình căn tạo là nó có trình bày thêm chữ. Rồi ở đây là 2 với 6 là 8, 8 cộng C, 6 với C bằng trừ 8. Rồi chúng ta kết luận. Vậy phương trình tổng quát của đường cao AH là 2x cộng 3y trừ 8 bằng 0. 2x cộng 3y trừ 8 bằng 0 là đáp án C. Ta đi vào câu 20.
tìm số hạng chữ X của bạn nó trong sách của mình, đâu có dạy tới mũ 13. Em thầy chỉ cho con qua công thức tổng quát này. Thì cái này nó giống như là giỏi vậy đó, xin cho những cái kiến thức mình ở ngoài sách giáo khoa có đấy, tức là cái khai triển của mình là A cộng B cộng N. Thật ra là cái tổng quát luôn là thấp nha, là A B N bằng là sigma tổng C là trừ K. Công thức này hồi xưa dùng cách lớp 11 hồi xưa nó dạy, rồi bây giờ chương trình mới á, nó bỏ đi lúc này rồi, nó cho tới số 5 thôi. Với số hạng tổng quát là TK cộng 1. Tại sao K cộng 1? Bởi vì số thứ nhất thì đúng với K mà không, cho nên gọi là T1. A mỗi là từ K, B một K, nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái số hạng tổng quát để chúng ta làm cái bài này, chúng ta sẽ không bây giờ khai điểm đâu nhé. Rồi. Này hiểu đây là x, x là a đúng không, b là trừ một chia cho gì, trừ một chia b 13. Thì ra là số hạng tổng quát là t k một bằng c 13, n là 13, c 13 chọn k, a là x mũ 13 thì n thì k 13 thì k n 13 đó. B mũ k tức là trừ một chia x mũ k, rồi c 13 chọn k để lại x mũ 13 trừ k để lại, rồi trừ một hai cái mũ lý thời nha, thì cắt ra trừ một mũ k chia x mũ k c 13 chọn k để lại, cái trừ một đem ra phía trước, số phải là phía trước, rồi x mũ 13 trừ k đó mình chia cho x mũ k thì chia tức là cái hiệu trừ cho k nữa, hiểu không? Đó tức là mình phải nhớ cái công thức này. A mũ m chia cho a mũ n là bằng a mũ m trừ cho n, hiểu không? Rồi chúng ta lấy cái trên từ dưới là 13 trừ k nữa là 13 trừ 2k, thì nó có cái gì, nó yêu cầu là số hạng chữ x mũ 7. Vì chữ x mũ 7 thì cái lũy thừa này là 13 trừ 2k mình cho bằng 7, đúng không? Số hạng chứa x mũ 7 ứng với 13 trừ 2k bằng 7. Đó mình giải ra 2k là lấy 13 trừ cho 7 thì 2k là 6, k là 3. Rồi chỉ mình tìm ra 7 số hạng chứa x mũ 7 là T8, là số hạng thứ 8. 7 cộng 1 là 8 đúng không? T13 là 7 trừ 1 mũ 7 x mũ 7. Nhưng mà trừ 1 mũ 7 là bằng trừ 1 thì mình đem đến trừ cho nó đúng. Rồi, C13 chấp 7 x mũ 7. Nhưng mà nó không có đáp án đúng không? Mình đang lừa mình nữa. Mình nhớ công thức của Newton đó nè. Nó có công thức trong sách giáo khoa đó nha, tức là cn chọc k còn cn chọc n trừ k đó, chứ ta dùng tới đây ta dùng tiếp c 13 chọc k đó, mà c 13 nhân 13 trừ 7 đó, đúng không? C 13 trừ 7 đó. Ủa cái này để coi được nhé, đại ca bằng ba chứ phải càng bảy đâu, phải càng ba càng ba càng ba vậy là tê bố thêm 13 chấm ba trừ một ba x của bảy trừ một của ba là trừ một thì thêm 13 chấm ba x của bảy, hiểu ha? Thì chúng ta chọn nó là C, thấy hay không? Để cho nâng cao đúng không, sinh giỏi nó cũng vậy nữa, mình sẽ dạy một số đề sinh giỏi cấp tỉnh rồi Olympic đó cho mấy bạn làm để mấy bạn biết là tôi
lý hóa là Olympic mình thấy bình thường mà đúng không, thì toán cũng vậy thôi. Ở đây chưa cho làm toán. Bài câu số 21. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho elip x bình chia 8, y bình chia 2 phải có bao nhiêu đường thẳng D cắt elip tại hai điểm phân biệt có tọa độ nguyên, cắt elip tại hai điểm phân biệt có tọa độ là nguyên. Cái bài này cũng khó chịu đó. Khó chịu đấy, không dễ ăn đâu. Đó. Bài này coi như là nếu mà thường thường là mình bỏ chắc. Elip là gì đúng không? Rồi cái đường thẳng nó cắt elip tại hai mặt điểm phân biệt. Ví dụ cái đường thẳng D này cắt elip tại A với B. Thì cái tọa độ AB là nguyên. Tức là quanh độ, trung độ nó là nguyên. Đó. Mình hiểu ha. Và cái đường thẳng D mình hỏi là có bao nhiêu đường thẳng D cắt elip tại hai điểm nguyên. Tức là bài này mình phải lập luận á, khó chứ không phải dễ đâu. Rồi giờ xem cái cách là dùng bài nha. À. Giờ thì điều đây mình sẽ tương đương này. À, lúc đó y bình chia 2 đi. Mình chỉ cho 1 ẩn á, chia 8, được chưa? Rồi mình nhân 2 ra. Y bình 2 nhân ra là 2 trừ cho 2. Tức là lấy 2 nhân cho 1 trừ y bình chia 8. Y bình mình sẽ là 2 trừ nhân vô là x bình trên 4. Chưa? Rồi. Bài này hay nha, thì ta gọi là sao? Y bình của mình thật ra nó cũng không có. Y bình là số lớn mà không. Đúng không? Bình phương là lớn mà không. Thì nó sẽ tương đương y bình là nó bằng nè. 2 trừ cho x bình trên 4. Để mình giải phương trình đó ra. 2 trừ cái gì? X bình trừ 4 lớn hơn 1 con. Phải lên mình dùng qua là 2 lớn hơn bằng x bình đi cho 4. Tức là ghi ngược lại x bình đi cho 4 bán bằng 2. Rồi nhân 4 lên không đổi chiều đúng không? X bình đem bằng 2 nhân 4 là 8. X bình đem bằng 8. Rồi như vậy x là cái số nguyên đúng không? Mà bình phương nên bán 8 thì x là gồm những số nào? À, x và x nguyên và x nguyên cho nên thì x được 1 0 1 2 3 4 không được, 4 là bình lên 16 rồi, chỉ trừ trừ 3 0 1 2 3 cũng được, 3 bình lên 19 cho nên nó sẽ là trừ 2, nhỏ nhất là trừ 2 trừ 3 bình lên 19 luôn, trừ 1 0 1 2 đó, x bằng cái đó được chưa? Hiểu ha, là sau đó mình tìm y, tại vì nó thuộc cho đây mình. Được chưa? Nó thuộc vô đây. Tức là đúng ra mình lại đây mình tìm mình hiểu như M hoặc là clip ha. Ví dụ mình hỏi có bao nhiêu đường thẳng liên quan này thì bây giờ mình sẽ tìm một con coi cái gì? Cái trong cái phương trình clip này có bao nhiêu tọa độ là nguyên. Đúng ha. Thì ở đây nó thấy bình phương không nè, cho nên mình được phép ghi chung với x nó bằng cộng trừ 2 để mình bình phương cho nó chung cho nó nhanh, không mình tách ra nó lâu quá cái này lúc, tại vì bình phương nó cộng trừ nó thành dương hết đúng không, y bình bằng 2 trừ cho cộng trừ 2 bình phương chia cho 4 bằng 2 trừ cho à, cộng trừ 2 phương là 4 chia 4 bằng 2 trừ 1 bằng 1, hiểu không? Y bình bằng 1 thì tương đương y sẽ bằng là cộng trừ 1. Tức là trên clip này nó đã có được hai điểm nguyên, bốn điểm nguyên rồi đó. Tức là hai nè, ghép đây với một với trừ một, là trừ hai này ghép với trừ một với một là bốn điểm rồi đó. Thấy chưa? À, với x bằng cộng trừ một, thì mình sẽ là y bình. Được chưa? Cộng trừ một bình phương. À, đây là một phần tư. À, là bao nhiêu? 7 phần 4. 7 phần 4 là không tỏ nha. Tức là y cho phần cộng trừ căn 7 phần 2 là có thể là nguyên. À, 7 phần 2.
không thuộc xuống đi, đúng không? Cho nên là loại không thuộc viên, cho nên dùng loại loại. Rồi còn với chữ tiếp bằng không, tiếp bằng không mình suy ra y là sẽ bằng là gì? Hai trừ không bình trừ bốn là bằng hai trừ không là bằng hai. Không khó luôn. Y bình là sẽ bằng hai là y bình mà là bằng cộng trừ nhân hai. Không thuộc tương nguyên phải. Như vậy nó có bốn điểm nguyên. X nó có hai điểm, y nó có hai điểm mà đi quên một cái, mình hiểu không? Trong trường hợp là nó có bốn điểm mà tọa độ nguyên. Cho nên mà bốn điểm thì có bao nhiêu đường thẳng đi qua? À, tức là đi ra là có bốn điểm A, hiểu không? Lần đầu tiên là A là gì? Ví dụ là trừ hai, A là điểm, à, ví dụ là anh mở nào BQ đi, cho nó khác với A, B, C, D là những cái đỉnh đó. A trừ hai, Y là trừ một, N trừ hai là một, B là hai, hai với một, quy là hai hai, tức là hai điểm, không là sẽ có duy nhất một đường thẳng thôi, tức là mình làm theo. Ví dụ nữa nó ra 10 điểm mà học, không lẽ mấy em biết, mấy em chọn là tính luôn không? Tức là số các chọn ra hai điểm từ bốn điểm, C bốn chấm hai, đúng không? Bốn chấm hai là sao? Thì số đường thẳng đi qua hai điểm đã chọn là thì hai điểm có duy nhất một đường thẳng thôi. Vậy số đường thẳng cần tìm là trừ tất nhân 6 nhân 1 là 6 đường thẳng đó, mình chọn 6 hay không? Còn không liệt kê đó MN, MB, BQ, MV, NB, NQ, BQ cũng 6. Nhưng mà thí dụ đây là 4 đấy, nên nó cho 15 điểm em liệt kê sao nổi. Em không dùng cái này là thua đó. Rồi em sẽ chọn đáp án là gì? B, đúng không? Đôi khi mình làm bài toán mình phải chỉ cho học sinh luôn những cái gì, cái tổng quát của nó luôn, thì còn chỉ cho cái cách đó là nó cho nhiều hơn liệt kê xỉu luôn. Rồi nha, tôi sẽ đi vào câu số 22. Làm cái đề này cũng rất giả mà, thấy không? Không phải dễ ăn cái đề này đâu, dài lắm đó. Trong mặt phẳng OT, số điểm cố định của đường tròn luôn đi qua khi mà thay đổi. Có nhiều bạn giờ đọc đây không hiểu số điểm cố định là như thế nào, thì thật ra dễ thôi. Bây giờ mình muốn tìm được cái số điểm cố định của nó, cái cách, cái phương pháp làm mình sẽ cho cái gì mình viết để mở cho nó bằng không thì nó sẽ là số điểm cố định. Cái gì mình viết để mở cho nó bằng không thì nó sẽ là số điểm cố định. Các bạn hiểu không? Tức là mình sẽ cho thằng này nè, cái nào viết để mở nha, là có cái C này nè, được chưa? Ví dụ bây giờ mình gọi đi, tôi gọi cái điểm này đó là cố định, bây giờ mình gọi M đi, viết M, AB thì nó gọn ha, là điểm cố định thuộc C. M điểm cố định là sao? Tức là cho dù M là bao nhiêu thì cái điểm nó không thay đổi, tức là có M AB thuộc vào C. Không, mấy cái bài này dễ gì mấy bạn gặp được ở trong trường có, chỉ có mấy đề này mình thấy xuất hiện rồi. A bình, B bình trừ hai và A trừ bốn, nhưng mà còn một B trừ một không. Rồi được chưa? Để đây nè, mình sẽ cô lập M quá, cái nào cái M mình nhân vô để mình độc lập nó ra đó, hiểu chưa? Nè, cái cách làm nó là như vậy đó. Cho nên biết cái cách tìm điểm cố định bốn bốn b đúng không, mình nhân vô luôn 4b đúng không, nhân vô m là 4m b,
Ở cái kia mình trừ ra 4B, trừ 1 là trừ 4B. À, trừ 1 không. Và cho nó mình thu ngắn em mở lại. À, đây là mình phải rút ra cái gì? Rút ra đó là trừ 2M ra. À, trừ 2M ra, đúng không? Thì gọi là A. Cộng cho 2B. Trừ 4B, trừ 1 không. Thì cái phương trình này ha, là này nó đúng với mọi em. Tức này là với mọi em. Này là với mọi em. Và đã nó đúng với mọi em thì nó không phụ thuộc vào em. Và để không phụ thuộc vào em thì cái này nó phải bằng không. Đó. Nó phải thuộc. Không phụ thuộc vào em thì đó phải bằng không. À, phải theo với mọi em. Đây, đó. Cái này đúng với mọi em khi là A hoặc 2B nó bằng không. A hoặc 2B bằng không. Thấy chưa? À, đúng với mọi em tức là nó tương đương với A 2B bằng không. Thì đây là A các bạn là trừ 2B. A trừ 2B. Rồi sau đó mình phải lấy A trừ phần trừ 2B này nè. À, mình sẽ thay vô cái phương trình trên này lại nè. Và thay A bằng 2B. Cái này là sao? Thay A bằng trừ 2B. Vào sao ta được A là trừ 2B thì đây là trừ 2B bình phương cộng B bình à, thay vô cái đó thì trừ 2M A của 2B cho bằng không khỏi ghi nhớ nha trừ 4B trừ 1 bằng không đây là 4B bình à. Chưa rồi cộng cái B bình trừ 4B trừ 1 bằng không là 5B bình trừ 4B trừ 1 không đó mình giải nó khái niệm đó. À, mod 9 22 còn 5 trừ 4 trừ 1 nhóm cũng được A trừ 1 B C không trừ 1 thì mình sẽ ra là trừ 1 5 1 trừ 1 5 thấy chưa đó. Về trừ một năm rồi đây hiểu không tại ở đây chúng ta sẽ có hai điểm đúng không tức là với a về một thì mình chia là a của mình là bằng trừ hai b trừ hai b trừ hai nhân một là hai trừ hai thì mình chia là cái điểm thứ nhất đó là m1 đó là trừ 2 với 1. Đây là đang trình bày theo tư luận. Khi tới đây là mình đã biết được hai điểm rồi. Và với B bằng này. Là A. Trừ 2 trừ 1 và 5. Đó là 2 bằng 5. Thì mình chia ra là 2. Là 2 bằng 5. Phải trừ 1 bằng 5. Vậy. Đó. Kết luận ha. Vậy. Có hai điểm cố định là có mảng là M1 và M2 thì chúng ta sẽ chọn D ở số điểm là hai định D nó mấy bạn lại thấy rất lạ đúng không không bao giờ mình gặp được nếu mà mình học bình thường và để thế nào học sau này những cái câu cắt điểm nó cũng giống vậy tức là nó không khó nó lạ lạ như thế này và nếu như vậy mấy cái đề thông thường là không bao giờ gặp cái đề chuyên mới gặp thôi cái đề trường giỏi mới gặp còn trường thường thì cũng gặp được à, có cố gắng nỗ lực để mấy bạn giải cho tốt đi chăng nữa cũng không bao giờ là được có học đỡ nào nếu không không được dạy là cũng thua luôn rồi có 23 khai triển đa thức bi x đó, nó cho là tới 12 hệ số tìm hệ số AK K thì con lớp 12 lớn nhất trong khai triển hệ số AK lớn cái bài này rất là hay tức là nó có cái công thức tổng quát các bạn hiểu không thì ở đây lấy cái này lại cho nó nhanh thì mấy cái này là chương trình hồi xưa đó, là có hết
Nhưng mà chương trình cũ, chương trình mới bây giờ nó bỏ luôn cái này rồi. Cho nên là mấy cái trường này nó cho kiểu này thì theo thầy nghĩ nó là cho nâng cao. À, và không biết là năm sau lớp 12 là sách mới nó có này hay không, không biết. Có thể là vì có người ta phải cho để ứng dụng cho tới lớp 12 khỏi học lại đó. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ nè, nhớ nè, cái hệ số là số hàng tổng quát nha, và hệ số tôi tự hiệu là AK. Đó. AK thì nó sẽ bằng, mình hiểu nha, cái hệ số là đứng trước x. À, không, cái này tại đây đi. Rồi. Thì ở đây à, nó hỏi là hệ số lớn nhất đúng không? Mình hiểu nè, hệ số lớn nhất khi nè, theo những công thức nha, hệ số lớn nhất AK à, khi mà chỉ khi AK nó lớn hơn AK cộng 1 và lớn hơn AK trừ 1. AK luôn lớn bằng AK cộng 1 và nó luôn luôn lớn bằng AK trừ 1. Đó là cái công thức tính được à, cái hệ này giải ra. Rồi, mình học cái mũ 5, mũ 6 thì vô mấy cái đề này đặt mũ mười mấy thôi đúng không? Bình thường thôi. Không có gì nha. Giờ mình xem nè. Tức là ở đây, có nè. À, 1 cộng 2x mũ 12, mình dùng công thức tổng quát. Được chưa? Quát không nè. À, C 12 chạm K. A là 1. A là 1. Mũ 12 chiều K. B V là 2 1 K. K để từ 0 đến 12. À, mình tính tiếp. C 12 chậm K. Ở 1 mũ mấy bằng 1 cho nên 1 mũ này bỏ đi. 2 mũ K. 2 mũ K. X mũ K. K chạy từ 0 à, chạy từ 0 đến 12 à, thì mình ghi là cái số hàng tổng quát là à, TK 1 à, C mở 12 chậm K à, 2 mũ K x mũ K. Thì lúc này mình thấy là A, hệ số AK đó, tức là nó sẽ đứng trước x mũ K. Đúng không? Vậy là x mũ k thì cái hệ số của nó chính là cái khúc này nè, c với 2 mũ này, đó là hệ số đó. Thì là hệ số AK đó sẽ bằng cái này, phải chưa? Hệ số AK là cái đó, đó là đứng trước x mũ k. Ví dụ a 12 nè đứng trước x mũ 2, AK đứng trước k đều lớn nhất. Đó là cái công thức tìm sao nó cho lại thì nó là đề đề nâng cao một cái là đề này dành cho học sinh giỏi mà mình yếu yếu là mình đâu có làm được đúng không? Rồi hệ số ăn cao lớn nhất mình chọn được chưa? Giờ thầy sẽ giải từng cái, thầy đặt cái này là số 1, 2 đi, giải riêng để chung mà giải ngoài mình học. Đây là 1 tương đương 2K nhé, tức là C 12K 2 mũ k à, lớn hơn bằng AK cộng 1, chỗ này chữ k mình thay bằng k cộng 1. C 12 chấm k 2 mũ k cộng 1 à, C 12 chấm k cộng 1. Giờ mình dùng công thức này, C 12 chấm k là 12 nhân thừa, chia cho k nhân thừa. Đúng không? Cũng nhân cái gì? Nhân với 12 ở đây giống nhân với 12 à, 12 triệu ca nhân thừa nhân 2 mũ ca. Cái này là phức tạp lắm, cái trường nó cho kiểu này là quá kinh khủng. 12 nhân thừa nhân ca cộng 1 nhân thừa chia cho 12 trừ ca cộng 1 là trừ ca trừ 1 nhân thừa ở nhân 2 mũ ca. Và sau đó mình cố gắng biến đổi cho nó giống nhau.
nhiều nhất có thể để mình đơn giản năm 12 vô rồi để lại nè. Bên đây cũng 12 giống nhau là phải bỏ được rồi. Ở đây K với K cộng 1 thì K nhỏ K 1 thì giữ lại K vô rồi. Còn 12 trừ K với 12 trừ K trừ 1 thì 12 trừ K lớn hơn thì sẽ tách thành là gì? 12 trừ cho K giống như 8 vô thừa, mình tách thành 7 vô thừa, hiểu không? Mình hiểu là 12 trừ K vô thừa giống như là 8, còn 12 trừ K trừ 1 là 7 thì mình tách thì 8 vô thừa bằng 7 vô thừa nhân với 8. Tức là 7 vô thừa là 12 trừ K trừ 1 là 7. Ví dụ vậy nha. Nhân với 8 là 12 trừ K. Đó. K trừ K là 8. Hiểu chưa? Và hai mũ K với hai mũ K cộng 1, hai mũ K cộng 1 nó lớn hơn, mình giữ được hai mũ K. Làm gì đúng hay nha, mình không làm thì mình không biết thôi. Trong mấy đời sinh giỏi là buộc mấy bạn phải làm này hết mới làm được. Thì sắp tới mấy bạn sẽ giải là buộc phải ha. Ở đây K dư thừa với K cộng 1 cũng như này là K là 7 dư thừa, này. K cộng 1 là 8 dư thừa, vậy mình tách thành là 8 dư thừa, 7 dư thừa nhân với 8. Tức là 7 dư thừa là K dư thừa, 8 là K cộng 1. Được không? Rồi, cái số còn 12 trừ K trừ 1 dư thừa để lại. Hai mũ K nè, cộng 1 nó lớn hai mũ K, nó mình tách thành hai mũ K một, hai mũ K như 2. Rồi, tới đây bạn hiểu ha. Ở đây mình sẽ đơn giản những nào giống nhau bỏ hết nè. 12 dư thừa, hai cái này 12 dư thừa giống nhau nè. Bỏ. Được chưa? Ở đây hai mũ K, đây hai mũ K bỏ. K dư thừa giống nhau bỏ. Còn đây 12 trừ K dư thừa giống nhau bỏ. Bỏ, còn ở trên là tử là 1, dưới là 12 trừ K. Rồi trên đây 12 dư thừa bỏ 2 bỏ còn lại số 2 dư thừa thì dưới mẫu K dư thừa bỏ 12 chữ K bỏ còn lại K cộng 1. Thấy chưa? Thì 12 chữ K luôn luôn là số dương nha, K nó luôn luôn bé bằng 12 ấy. Thấy chưa? Đó, cho nên là dương. Thật ra không có bằng 12 được đâu, bé 12 luôn trong trường hợp này. Nhưng mà tại vì đây công thức nó có dấu bằng, phải là dấu bằng. Thấy chưa? Rồi xem như là dương nó nhân qua nhân lại không có đổi chiều. Tức là K cộng 1 nhân 1. 2 nhân cho 12 trừ K. K cộng 1 lớn bằng 24 trừ 2K. Chuyển qua đây là 24 trừ 2K. Để tiên được K cộng 2K lớn bằng 24 trừ cho 1. Là 3K lớn bằng 23. Là K lớn 23 bằng 3. Rồi đó là mới phương trình 1 thôi nha. Giờ là phương trình 2 đây. Giờ mình sẽ cho là nó lớn hơn K trừ 1. Để copy cho nó nhanh nhé. Nguyên cái cụm này copy sửa lại cho nó nhanh chứ còn là khi lâu. Đây nè. Đây sẽ là dấu trừ. Rồi đây nè, đây là 12 dư thừa, K trừ 1 dư thừa. Rồi, đây là 12 trừ K cộng 1, đúng không? Rồi đây 2 mũ K trừ 1. Rồi đây giữ lại nè, ở đây nè, K trừ 1 với K, đúng không? Cái này, đây đây, rồi thì biến đổi này. Rồi. Nè, 12 dư thừa giống như nào đó, 2 mũ K với 2 mũ K 1 trừ 1 thì 2 mũ K này tắt 2 mũ K trừ 1, tại vì 2 mũ K trừ 1 nó nhỏ 2 mũ K một phương vị như 2, còn K dư thừa là như K trừ 1 thì mình thấy K trừ 1 nó nhỏ K một phương vị đúng không, thì mình sẽ tách thành K trừ 1 dư thừa nhân với K giống như 7 nhân với 8 dư thừa vậy đó. Rồi 12 trừ K với 12 trừ K cộng 1 thì 12 trừ K nó nhỏ 12 trừ K một một đơn vị thì đã thành ra 12 trừ K cộng 1 nó thành là dư thừa, đó là 12 trừ K dư thừa nhân với 12 trừ K cộng 1. Và tới đây mình sẽ tương đương là mình bỏ 12 dư thừa đi, mình bỏ 2K cộng 1, 2K trừ 1 đi thì trên tử mình gọi là số 2, đây K trừ 1 dư thừa giống nhau bỏ đi, K còn lại đúng không? Để lớn hơn bằng ở đây 12 dư thừa bỏ, 2 mũ K trừ 1 bỏ, thì K trừ 1 bỏ rồi. Nếu 12 thì K dư thừa bỏ thì còn là 12 trừ K cộng 1. Tức là trên tử. Trên tử còn lại số 1, dưới mẫu là 12 trừ K. Đó, rồi mình nhân chéo qua. 2 lần nhân 12 trừ K cộng 1. Đó, lớn bằng 1 nhân K là K.
nhân vô 24, tức là này là 24 trừ 2k cộng 2, chuyển ngược về bên phải đi, 24 cộng 2 là 26, lớn 1k 2k là tương đương với 3, 26 lớn bằng 3k thì 3k bán bằng 26, chỉ k bán bằng 26 bằng 3. Giờ cái này cho lên trên cái để cho nó tiết kiệm không gian. Đặt đây là số 3 này. Đây là số 4 đi. Từ 3 và 4. Mình suy ra K lớn từ 3 và 4. Cảm ơn bên này mình thấy rất rõ. 23 bằng 3 bé bằng k, k lớn bằng nó khi ngược lại là nó chiều và k này bé bằng 26 bằng 3 lớn kèm giữa k giống như tập hợp hình giao nha luôn. Điểm kéo này đúng không, mà k nguyên cho nên 23 bằng 3 là bằng cộng với bao nhiêu không, 23 này 23 là chia cho 3 là nó tầm bằng 7,6, còn 26 mình chia cho 3 là 8,6, thì từ 7,6 đến 8,6 thì K mình sẽ bằng 8. Bây giờ rồi vậy hệ số lớn nhất đó là mình sẽ thay vô cái hệ số này nè, ứng với K là 8. Vậy hệ số lớn nhất là A8, hồi xưa là bằng quy tắc này. Bây giờ cái gì cũng dễ, T 12 nhập 8, 2 nhập 8 à, các con có đáp án có rồi nè, T 12 nhập 8, 2 nhập 8 là câu D. Rồi thấy không, không dễ đúng không, tập gì cái não mình nó khác liền mình, tức là cái bộ não mình nó không còn tầm thường giống như những cái người mà học bình thường, nó sẽ phát triển hơn ấy. Rồi, chờ thầy 1 phút để thầy bé nước uống với nha. Rồi sau đó mình làm tiếp. Đó, coi lại tiếp theo đi. Rồi, câu 24. Trong mặt phẳng OSI, được chưa? Đó, cho hình vuông ABCD
Và sao nữa? Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC. M là trung điểm của BC. N là điểm trên cạnh CD. Ta cho CN này kìa. Này là chắc là hai mũ 2 nhân là D. Coi là cái gì đó. Đó. Đúng rồi. CN 2 là D cho đến máy nó bị nhảy ra. À. Rồi giả sử M tọa độ là 11 phần 12, 11 11 phần 2 đúng 1 2 và đường thẳng AN của phương trình thế này. Đó. Rồi gọi B là do điểm AN và BD tính giá trị của hình này. Cái bài này không vẽ hình ra thua luôn. Không có làm được đâu. Nên đó, hay cô cuối nó cho cứ giữ không hiểu không đó, để lọc ra học sinh mà đề chất lượng làm một cái đề là bạn làm thôi, bạn thấy cái nào cái là mình thấy cái tư duy của mình nó thay đổi liền, nó không phải giống như là mình làm mình thấy một cái đề mà học được cái gì trong đó. Đó khi mình làm cho dù có những cái mà mình không không có trong sách giáo khoa nhưng mà mình đọc mình thấy rất là hay, chứ đâu phải như thế là mình học là để mình phải dùng vô sách không, phải mở rộng thì rất là tốt. Đó. Thì đây là hình vuông đây ABCD. Cái đề kiểu như thế này thì thường học sinh bỏ hết, gặp đọc cái đề là nhiều khi không hiểu cái đề làm sao này. Đúng không? Nhiều khi chúng ta không hiểu được cái đề luôn, nói sao đã. Rồi, còn M là trung điểm BC. M là trung điểm BC. N là điểm trên CD, sao cho CN bằng 2ND. Tức là này nó hai này là trung điểm mình biết rồi ha, trên nào hai ở đây là chia hình ba phần á bằng nhau đó. Là ví dụ mình lấy ba ô đi thì mình cho nó là một ô, tại vì ở đây thì dễ trong này cũng có cái ô ly trên nào hai ở đây. Rồi giả sử m là bằng m đây, nó nói giả sử n có tọa độ là 11 2 và 1 2 à. Đường thẳng AN có phương trình AN đây, cái đường thẳng AN được vẽ lố và AN. À. Thì đại học sinh giỏi y chang mấy con này mà mấy con khó học sinh giỏi nó cũng y chang vậy, nó cũng khác gì đó, giống hệt gì đó à, hiểu không, tức là cái độ tư duy nó cao, nó làm cho bộ não mình nó phát triển ra, chứ không phải là học mà để thi thi chắc chắn là không có cho cái này rồi, cho cái dễ hơn nhiều nhưng mà mình hiểu cái này thì chắc chắn là cái dễ là mình làm được hết. À, gọi B B vở là giao điểm AN với BD. AN giao điểm của AN với BD. Rồi AN BD. B vở. À, B phải là giao điểm AN với BD. B phải là AB. Rồi bây giờ nó kêu tính giá trị của 2A cộng B bằng bao nhiêu? 2A B tức là phải tìm ra B này nè. Oh, mục đích của mình là phải tìm ra được cái chữ B này. AB này thì mình mới giải ra được. Cái bài này mình nghĩ dễ hay khó?
Nếu mà đọc tới hơn cái là cái cũng quải quải tới đúng không? Nhìn thấy là quải rồi, nó không có quen tí nào chứ, nó làm một cách gọi là mình chưa bao giờ được được làm đó, chính vì những cái đó nó là những cái hay. Còn học cái gì mà nó quen rồi thì đâu còn là hay à. Thì thực chất cái bài này là cái bài mình biết trong hình vuông nó có tính chất gì đặc biệt biết không, trong hình vuông á là nó có tính chất đó là bốn cạnh bằng nhau đó, và hai đường chéo góc với nhau, cái đó là cái mà mình phải biết à. Hiểu chưa? Đấy. Như vậy ở đây à, như vậy ở đây là bây giờ làm sao mà mình tìm ra được cái điểm B này đây, các bạn hỏi vậy, làm sao tìm ra được điểm B này đúng không, trong khi cái đề nó cho cái thông tin là như thế. Rồi cũng phải cái cách làm này là như thế này, giờ mình sẽ kể ông mà nó vuông góc với anh nữa, và mình sẽ chứng minh được nó trùng ở chỗ này, tức là H nó sẽ trùng với B. Để chưa? Để mà H. Tức là H ở đây ra đó. Kẻ mà áp khuôn góc anh đó. Nè. Kẻ mà áp khuôn góc anh đó. Tại anh đó. Thì bây giờ thì hỏi em biết được cái phương trình đường thẳng MH đúng không? Mình sẽ biết ra được. Rồi sau đó mình tìm giao điểm của MH với AN. Hiểu không? Tức là đầu tiên H này thuộc AN, mình dùng vectơ khắp tuyến á. Vectơ chỉ khắp tuyến, vectơ chỉ phương là H như này, nhưng lại không cũng được. Là tìm được H. Rồi, được chưa? Sau đó mình cần chứng minh H đúng không? H là thuộc AN, chỉ cần chứng minh H nó thuộc BD đúng không? H nó thuộc BD nữa. Thì sao? Thì H chính là giao điểm của AN với BD, thì nó sẽ trùng với B. Hiểu không? H thuộc AN với BD nó sẽ trùng với B. Rồi vậy làm sao mà mình chứng minh H nó thuộc BD đây? À, thì có phải là BD có phải là đường phân giác của cái góc ABC không? Đúng không? BD nó là đường phân giác của góc ABC. Bởi vì đường chéo của hình vuông cũng là đường phân giác. Đấy, đường chéo của hình vuông cũng là đường phân giác. Rồi. Đúng không? Đường chéo của hình vuông cũng là đường phân giác. Rồi, sau đó cái tứ giác AB MH là tứ giác nội tiếp. Vì sao nội tiếp? Chúng ta có tổng hai góc đối là 108. Nhớ 59 không? À, tứ giác AB. À, AB MH là tứ giác nội tiếp. À, chúng ta suy ra được cái góc là ABM. ABM. Đúng không? Không, tứ giác AHM với ABM cộng 7.8 là tứ giác nội tiếp, ta sẽ ra góc là MBH. MBH này. À, tức là góc này. Nó sẽ bằng lại MAH. Đó, MAH. Cho nó mặt xanh. Nó sử dụng của lớp 9. Đã gọi là câu cuối mà, các bạn hiểu ha. Không có đơn giản đâu. Nhưng mà đơn giản là đọc có đủ. Làm sao biết được mấy này này nó tôi cũng không biết được đâu. Thì chỉ có làm qua rồi mới hiểu được phải khắc
nhớ cách giải nó là như thế đó, để mình rèn luyện từ nhiều tự động nó thành thành kỹ năng. Chứ còn các bạn nhìn ít quá, các bạn không có tiếp xúc thì bạn không quen, làm dưới nó quen tự động mình phải biết nghĩ gì đó. À, hay có hai lần nha. Còn chỉ giờ cái thứ nhất là tiếp thì cùng chấm cung em mà hát á, thì hai cái góc đó nó bằng nhau. À, rồi mà bây giờ làm sao ta biết được cái góc à? Rồi chỉ bây giờ làm sao mình biết được cái góc màu xanh này là 45 độ đây, đúng chưa? Đấy. Nếu mình biết được cái góc màu xanh là 45 độ là được, đúng không? À, ta có góc nè, M nè. À, M nha, A, N, thấy góc đó không? Đấy, M, A, N. Nó sẽ bằng cái góc là B, A, M. B, A, M cộng cho M, D, D nha, A, N. Hiểu không? À, M, A, N thì kiểu nha. Cái góc M, A, N nè. Được chưa? Đó, ra đó. Rồi. Nó sẽ phụ với hai cái góc kia, tức là phụ với góc là MAB với NAB AD, phụ với MAB với NAD. Tức là cái góc xanh này nó bằng hai góc hai bên cộng lại. À, là lấy 90 trừ hai góc hai bên. À, 90 trừ hai góc hai bên. À, 90 trừ hai góc hai bên. Được chưa? Và chúng ta sẽ chứng minh ra được cái góc này là 45 độ. Và chúng ta nhờ vào cái tính chất này là cái cạnh này nó 1/2, cái cạnh này là một, nhờ vào cái tỷ số lượng giác, nhớ không? Nhờ vào cái tỷ số lượng giác mà năm lớp lớp gì quên lại ta, lớp 9 biết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dùng luôn đó, mình sẽ dùng luôn cái hàm là tan A cộng B, tan A trừ B đó, tức là mình sẽ dùng lý thuyết. Đấy, chung là nó nhiều thứ để nó được không, nhưng mà cái lý thuyết lớp 10, cái lý thuyết lớp 10 là chưa đủ để làm cái này, chưa đủ để làm, được chưa? Chưa đủ để làm vậy. À, lý thuyết nào làm được cái này phải dùng thêm lớp 11. Rồi mình sẽ mở thêm cái file lớp 11, chờ thầy cái nhân để được chia sẻ qua. Thì tại sao mà cái đề này cho khó vậy? Bởi vì nó có lẽ trường này là trường chuyên, nên có lẽ trường này là trường chuyên giống như Nguyễn Khuyến thành phố, thì nó cái trường rất là giỏi. Không biết cái này có phải là một cơ sở của nó không, không biết nha, liên kết. Nhưng thầy đề thầy đoán là nó phải thuộc trường chuyên nó mới cho dạy trước chương trình được, chứ còn không thuộc trường chuyên là không có được phép dạy nha. À, mình sẽ dạy những cái gì trong trong cái phạm vi của sách thôi. Đấy. Được không? Rồi, đây là chương trình toán lớp 11. Ủa, cái này là lớp 10 hả? 10 rồi đúng không? À, lớp 10, tôi mở lộ khai lớp 10. Rồi, chờ thầy mở khai lớp 11. Tức là dạy cái gì thầy phải cho em hiểu cái đó luôn. Chứ còn em không hiểu là thầy có thà không dạy, dạy là phải hiểu, không hiểu thôi. Thôi đừng dạy chứ đừng có dạy cho nó, kêu nó nhìn nhìn nó biết là không được. À, tức là mình phải biết là tại sao nó nằm ở đâu, cái công thức nằm đâu cho mình biết được. Đấy. Đây là lớp 11 đây, lớp lý thuyết. Năm sau hay sao này. Đó, thì nó có một loạt, nó thầy sợ hết cả năm luôn, thấy không? Chương trình mới. Nó cũng dễ mà không có gì đâu khó, tại vì mình không biết, mình thấy khó. Giờ mình nhìn dùng thấy cái gì cũng ghê gớm đúng không? À, tức là mình không hiểu gì chứ, thì khi vô học mình mới hiểu hết được. Bây giờ chắc chắn là nhìn vô không biết gì chứ, đúng không? Nhìn nó khó nhưng vậy lớp 10 về mình nhìn biết hết đúng không? Mình đánh tan bằng cái thiết lớp 10 hay là dù hồi đó mình nhìn lớp 9 đâu biết này gì đúng không? Nhưng bây giờ học qua rồi nhìn là mấy này tiếp xúc bài chứ cái gì cũng biết chưa đúng không? Thì nó cũng y chang vậy thôi, đúng không? Thì phải biết mới làm được chứ. Vậy mà có nhiều bạn không biết luôn, không ghê. Rồi ta sẽ dùng cái công thức này nè, là
liên quan đến hàm số tan, tức là tan A cộng B. Rồi tới đâu là nói tới đó đi ha, cho nó nhiều thứ để nói quá. Rồi, cái hình này đây để mình sẽ chứng minh được cái góc em A này là bằng 45 độ, thì nó sẽ bằng em A H, em A H cùng em B thì nó sẽ nó trùng nha. Đó thì nó phải khó vậy nha bạn, và đề thi nó phải gì mới gọi là hay, đề thi mình cho dễ đó, mình nhìn biết là thì đó gọi là hay. Rồi. À, mình xem nữa nha. Cái cách trình bày ở đây hạ kẻ đấy, kẻ ngọt hát đó vuông góc ấy a n tại h thấy chưa. Rồi mình sẽ à, cái đường thẳng em mà h này mình tìm được à, đường cái có nè, mình tìm ra cái điểm h này được nhé. H này nữa, nó thuộc vô AN. Mình sẽ suy ra được là 2XH. AN của mình là gì? 2X trừ Y 13 bằng to. Đúng không? Tại vì mình suy ra là 2XH trừ YH trừ 3 bằng to. Đúng không? Mình rút ra YH này. Đó là 2XH trừ 3. Mình suy ra điểm H. Đó là xh, yh là 2xh trừ 3. Rồi mình sử dụng cho vector AH MH với vector chỉ phương của AN là nó vuông góc với nhau, được không? Hai đường thẳng vuông góc thì hai cái vector chỉ phương nó sẽ vuông với nhau. Đường thẳng AN có vector pháp lý là n n n n cho 2 với trừ 1 đi ra đường thẳng n có vector chỉ phương là u n tạo tọa độ là A là 1, 2, nhân với trừ cho. Rồi còn cái đường thẳng MH đường thẳng MH có vector chỉ phương là U MH U MH đó bằng chính vector MH luôn. Lấy H trừ cho M, H là XH đó, trừ cho M là 11, 2. Rồi tiếp theo là 2XH trừ 3 trừ cho 1 phần 2 à, tức là trừ 3 với trừ 1 phần 2 là trừ 7 phần 2 luôn cho nó nha. Đó, mà do hai này nó vuông góc với nhau đúng không? Để tiếp rồi hai đó nó vuông góc với nhau, tức là có cái gì à, MH này có MH à, nó vuông với AN. Đúng không? Thì mình sẽ suy ra được hai cái vector chỉ phương nó nhân nhau bằng không, tức là hai vector song song với nó là nhân nhau bằng không. Rồi nên là nhân với UMH UMH là bằng không. À, thì được A là 1 nhân XH trừ 11 phần 2 à, cộng 2 nhân với 2XH trừ 7 phần 2 còn à, nhân vô đây là XH 1 nhân diện chính nó à, cộng 4XH à, trừ 7 phần không thì tương đương với 5XH trừ 11 phần 2 trừ 7 là trừ nhiêu à, trừ 14 với 11 trừ 25 phần 2 đó. Thì 25 phần 2 chia 5 là 5 phần 2 cũng 5 phần 5 phần 2 thì mình sẽ ra được điểm H là 5 phần 2 là điểm H.
IH là mình lấy 2 nhân 5 phần 2 là 5, 5 trừ 3 là bằng 2. Rồi, 2. Đã ta có điểm H là 5, 2. Rồi chưa? Đó. Rồi, hiểu đây nha. Sao mà bài này cái gì á, chứ không phải là đơn giản nhé. Là có nè, nhìn cho kỹ nha, cái góc là có là tan, dùng cô tan đi, cô tan cũng được, cô tan của m a, nhìn cái góc nha, m a là cái góc mà là a là không, mà a là dùng cái góc đó đó, cô hàm cô tan, không dùng hàm tan đi, tan tan đó. Rồi MN xem là tan của mình sẽ lấy cái góc này là có cái góc nhé. Rồi. Ở cái góc luôn ha, ta lấy góc là cái gì, BAD, BAD trừ cho góc, hiểu không? BAD nhé, BAD trừ cho hai góc là BAM, trừ cho cái góc là DAM. Đồng ý ha, mà BAD là 90 độ, BAM trừ cho DAM. Rồi tan 90 độ mình đặt nguyên lý chung này. Đặt hai cái này ra trở thành dấu cộng là BAM cộng cho DAM. Tới đây được chưa? Rồi là tan 90 mà trừ cho mấy cái cộng này thì hiểu ra đó, cô tan à, coi nè, tan nè 90 nè, 90 tức là pi chia 2 nó, hiểu không? 90 độ là pi chia 2 trừ alpha là bằng cô tan alpha, cô tan alpha thấy chưa? Đó thì đây nó chính là cô tan của BAM đó, cộng DAM trong công thức lượng giác mình đó, là ở đây nó sử dụng đó, công thức tan thôi nha, không có cô tan. Như vậy tan là mình sẽ chuyển qua cô tan, chuyển qua tan được nè, là bằng nghịch đảo, thế nên tan alpha cô tan alpha bằng một, đúng không? Thì cái cô tan alpha đó mà rút ra đó, nó bằng một chia tan alpha, hiểu ha? Công thức của lớp 11 là bằng 1 chia cho tan BAM cộng DAM. Rồi mình dùng công thức là tan A cộng tan B nè. Tan A cộng tan B nè. Tan A cộng tan B, 1 trừ tan A nhân tan B. Đúng không? Đó, tan A cộng alpha cộng beta nó giống như AB. Tan A cộng tan B, 1 trừ tan A tan B. Tức là đây nè. Tan A là BAM. Tan B là DAM chia 1 trừ tan A nhân tan B. Nhân chia chia cái này thì thành nhân đảo ngược lên. Cho nó gọn lại toán lại. Hiểu nha. Rồi, bằng phép một để lại tan BAM, BAM tan là năm lớp 9 học rồi, đối chi cho kệ. Đúng không? Đối là BAM rồi. Chia cho kề là AB. Còn tan A DAN, D AN đối là DN, chia kề là AD. Rồi sau đó mình lấy hai cái tan nó cộng nhau là BM vào chia B DN chia AD. BM chia cho AB là bằng 1 phần 2, tại vì hình vuông có bốn cạnh bằng nhau mà. Mà BM, M là trung điểm thì nó chiếm phân nửa cạnh hình vuông. Giống như là x chia 2, còn này là x chia 2, chia nhau là 1 phần 2. Còn DN là nãy nó chiếm 1 phần, còn DC chiếm 3 phần. Cho DN chia cho AD, AD cũng bằng DC thôi, cho nên nó còn 1 phần 3. Còn ở đây là 1 phần 2, 3. Thấy khủng khiếp không? Cũng đơn giản thế nào đúng không? À, 1 phần 2. Và cái đáp án nó giải cũng y chang vậy luôn nha các bạn. Giống thật vậy luôn. Cho nên nó phải học nhiều chương trình mới làm được.
Ở cho nên có những câu mà các bạn thấy không là có thể là nó sẽ qua lớp 12 mình sẽ biết mấy câu đó. Còn này nó đang dính lớp 11. Thì cứ học đi chứ sao rồi cũng thi đại học. Nói gì. Học đâu có giờ biếu đâu cả. Thừa đâu mình học nha. Rồi này là một. Đó, đó chỉ cái tan góc A mà B là một. Thì ta sẽ là tan của này. A, M, A là một. Thì góc M, A là bao nhiêu? Đó, thì bấm shift tan của một. Shift tan của một. Đó bằng là 45 độ. Đó, chung không? Được chưa? M, A là 45 độ. Chúng ta có cái gì? Cái góc đó là A, B, A B gì A B M đó bằng là chúng ta dùng cái tứ giác họa tiếp nên chúng ta sẽ chứng minh tứ giác họa tiếp này. Ta xét xét cái tứ giác là gì ta nói là A B M H có A B M cái góc này là biến thì để cho nó nhanh nha A H M đó là bằng A, B, M, H, M 90 độ đúng không? Tầm 90 độ 180 độ qua lớp 10 rồi mình không có ghi chi tiết quá chi tiết quá nó dài rồi. A, B, M, H là tí này H là nổi tiếng đúng không? Dấu hiệu nhận biết 59 đó có tổng hai góc đó 180 rồi vậy suy ra hai cái góc cùng chấn cung bằng nhau nè tức là M, B, H đúng không? Suy ra M, B, H sẽ bằng lại gì? M A H M B H sẽ bằng M A H đó là tính chất rồi rồi đổi cái này cũng được đổi cái tính chất cũng được rồi ở đây M A N chính là M A H nha đây mình lúc nghe là đây chính là M A 45 độ tại vì A H với N ngang mà vậy đây mình chơi ra MBH bằng MH của mặt 45 độ. Đó. Tức là MBH của mặt 45 độ. Và ta có được là MBD của mặt 45 độ. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây là sao? Có như MB ta có là BD là phân giác của góc ABC đúng không? Hình vuông mà. À, vì ABCD là đường chéo là đường phân giác à, vậy thì ra đúng không CBD nó sẽ bằng là ABC chia 2 tức là 90 độ chia 2 tức là mình hiểu không tức là mình suy ra là BD là phân giác của góc ABC nó tính chất hình vuông ha suy ra góc là CBD bằng 90 độ tức là bằng góc ABC chia 2 90 độ đó. Chia cho 2 là 45 độ đó. CBD mình sẽ rút ngắn lại là MBB MBB đồng ý không MBB MBB giờ tại vì B nó là thuộc BD nó là 45 độ người ta có MBH nữa bằng MBB cùng bằng 45 độ đúng không thì chia ra cái tia MB và tia hai góc đó bằng nhau mình hiểu ha rồi, hai góc đó bằng nhau như vậy mình sẽ chia ra tia MB và tia tức là tia B và tia BB trùng nhau tia BH và tia BB là trùng nhau và trùng nhau thì suy ra B sẽ thuộc tia H thuộc tia BB H thuộc tia BD đúng không tia BH và tia BB trùng nhau thì H sẽ thuộc tia BB và tia BB cũng là thuộc vô cái đường cái cạnh CD BD thôi cho nên tia H sẽ thuộc BD mà H thuộc BD thì H sẽ là giao điểm
có BD và AN vị trí là H để trùng với gì? Trùng với B. À, vị trí là B có tọa độ là trùng với H. Đó là nhiều 5 phần 2 với 2. Vậy mình sẽ đồng nhất với nhau đúng không? Này xin nghe đi. Hành đồng nhất với nhau, A là bằng 5 phần 2. Thấy đâu có đơn giản đúng không? B là bằng 2. Đó, thì từ đó mình chia ra 2A cộng B là 2 5 phần 2 cộng 2 là bằng 7. Rồi, mình xin chọn đáp án là D. Đó, các bạn nghĩ coi cái câu này đơn giản hay là dễ, đúng không? Làm xong cái là chóng mặt luôn. Gì mới gọi là giỏi. Chứ còn làm việc bình cả bạn thấy đâu bây giờ bạn lên cấp được. Hay đúng không? Rồi, chúng ta hoàn thành được câu 24. Bây giờ trắc nghiệm 5 điểm chưa kiếm xong, còn 5 câu này cũng thật mỏi quá ha. Mình cố gắng lên. Rồi. Đề này hôm nay sẽ trả tới 4 giờ rưỡi xong. Rồi. Xem nha. Này. Lớp học của thầy Châu Chấu có 30 học sinh gồm cả nam và nữ. À, chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia hoạt động văn nghệ. 30 học sinh chọn 3 đứa là biết ha. Là C30 chọn 3. Xác suất được 2 nam 1 nữ là bao nhiêu đây? Tính số học sinh nữ. Rồi, chỉ tính cái nào gọi đó là N. Đúng không? Vậy mình sẽ giải cái phương trình theo cái xác suất này. Hay hay không? Mấy cái này mấy bạn nghĩ có mấy cái thầy bình thường có nghĩ ra không? Thật ra tôi biết mấy này hết là nó nằm trong mấy cái đề thi học sinh giỏi hồi xưa đó. Mà nó chế lại à, cái kiểu là nó kêu giải phương trình mà theo xác suất phải không? Rất là hay. Rồi hai nam chọn hai nam một nữ thì giờ gọi x n là nam thì nữ là 30 trừ n à, thì mình chọn là mình giải cái phương trình theo n là ra rồi mình phải nhớ công thức nha, nhớ là tên là nhập can công thức sách giáo khoa n dư thừa chia k dư thừa n trừ k dư thừa với làm sao không bé bằng k bé bằng n rồi công thức này của sách giáo khoa rồi à. Thì ta gọi này gọi số học sinh nữ đúng không, gọi số học sinh nữ của lớp của thầy Châu Chấu và của lớp học văn của lớp là nó gọi là n được chưa, n học sinh n gọi là n được rồi. Ở đây điều kiện là như thế nào không à, chắc chắn phải có nữ đúng không, tại vì nó phải chọn ra được hai nữ một nữ nó phải không có nhỏ không được nó lớn không và chắc chắn nó sẽ bé phải có nam nữa. Hai nam bé 30 đó đúng không, rồi tại vì có hai nam đúng không, tính hai nam thì nữ này sẽ bé hơn 30 rồi. Thì ở đây chúng ta thì số học sinh nam là gì, số học sinh nam bao nhiêu được nam là lấy 30 trừ cho nữ là nào sinh ở này đã là nào sinh cũng được với lại này à, phong gian mẫu phong gian mẫu n omega là bằng c 30 chọn là 3 c 30 chọn 3 bằng máy ra là bằng 4 không 6 không 4 không chọn 1 c 30 chọn 3 là 4 không nè 4 không chọn 1 là vui cho trong 4 không chọn rồi gọi A là biến cố thế nào, gọi A là biến cố hai chọn được hai nam một nữ rồi thì là số khả năng
trải ra A là NA bằng NA là bằng mình hiểu ha? Hai nam thì đây có bao nhiêu nam? Ở đây có tổng cộng là 30 trừ N nam, chọn ra hai nam là C 30 trừ N chấp hai. Nữ là bao nhiêu nữ? N nữ, chọn ra một nữ là C N. Và tính cái này là thì để nó được gọi giải chung nên vậy xác suất xảy ra A là xác suất xảy ra A là BA hoặc là NA chia cho N omega. Tuy nhiên nếu đi thi trắc nghiệm bóng xích son được không ạ? Bóng ra luôn. Nhưng mà ở đây thì tôi muốn giải cho mình ta. Tức là các bạn dùng máy tính bạn nhập vô y chang bấm shift xong là ra luôn là đó là trắc nghiệm bao nhiêu mà tự luận là bạn cũng được ra vậy đó. Rồi vậy đây là a mình đọc bao nhiêu, c là 30 trừ n chấm hai lên c n chấm một chia cho bốn con chấm một là theo đề bài ta có phương trình, ta có phương trình à, chúng ta đây đó, xác suất của nó là khoảng 12 phần 29. Phần này là 12 phần 29. À, cái này mình sẽ quăng qua và mình lấy một con số không như 12 phần 29 cho nó nguyên không. Nhân là 12 nè. Chia 29 nè. À, nguyên nghĩa là 1680. Tức là cái tử này là bằng 1680. Được chưa? Đây này 1680. Rồi tiếp theo mình sẽ giải phương trình này ra, cố gắng giải phương trình này ra cho nó đúng là được. Dùng công thức nha, c bằng n cũng là 30 giữ n đó, 30 trừ n dây thừa chia 2 dây thừa nhân cho 30 trừ n trừ thêm 2 ngon vậy để 28 trừ n 30 giữ 2 là 8. Nhân n dây thừa chia cho 1 dây thừa n trừ 1 dây thừa hay là trên n chụp n là bằng n luôn, nó cho phép dùng công thức luôn trong sách giáo khoa ha, trên n chụp 1 bằng n rồi nó bằng là 1680. Rồi 30 trừ n hiểu không, cái 28 triệu n gì ba 28 nó nhỏ 30 hai đơn vị, ví dụ mình hiểu là 10 dây thừa đó chia 8 dây thừa thì cái 10 này mình tách thành là 8 dây thừa nhân 9 nhân 10 tức là 30 triệu n là tách thành là 28 triệu n giống như 8 thừa nhân 9, 9 là tăng lên một đơn vị nè, 29 triệu n đó tăng lên một đơn vị nên là 10 thừa chính là 30 triệu n, tức là mình lấy 28 triệu n cộng đi 1 29 triệu n cộng 30 triệu n đúng không, còn 2 dư thừa là 2, 28 triệu n thừa đã lại để mà triệt tiêu rồi mình sẽ rút gọn đi được 28 triệu n dư thừa còn là 29 triệu n 30 triệu n chia cho 2 còn quăng lên 29 triệu n 30 triệu n và 2 nhân 1680 29 nhân 30 à, phải bấm máy ra 29 nhân 30 870 trừ 29 n trừ 30 n cộng với n bình bằng 1680 nhân 2 1680 nhân 2 đó là 33 phần mình chỉ dùng vế luôn tức là n bình là 2 trừ 29 với trừ 30 là trừ 59 n 870 mình trừ cho 33 phần luôn cho nó nhanh 870 trừ 33 phần trừ 24 phần và mình giải này ra bấm máy là hai nghiệm mod 9 22 là 1 trừ 59 trừ 24 90 à, cho là cho ra được lẽ ta à một thiếu gì n đây nè, cái gì n đấy không, ở đây là nãy quên ghi là chữ n nhân chữ n này. Vậy đây nhân chữ n này. Vậy đây nhân n, vậy đây nhân vô ba cái luôn này trước ha, là nhân luôn được ba cái nhân thêm chữ n này chưa, n
ở đây đúng không? N bình, N bình, N mũ 3 ở lúc còn lại là N mũ 3 trừ 59 N bình cộng 870 N đó, trừ 3360 không. Cái bài phải chia học nghe chắc rồi. Bấm ra là mod 923 đó, 1 trừ 59 870 trừ 3360 200, có nghiệm 14 là thấy chưa, nghiệm 14 tức là mình không biết cái nghiệm 14 đó là mình mua ha. Mình phải chia học nghe nè, chỉ cho chia học nghe nè, dễ lắm. Này là sơ đồ học nghe nha, học nghe tức là mình nhập cái hệ số cái này nè, đúng chưa? Mình sẽ nhập là số 1 này, số trừ 59 này. Trừ 59 à. Rồi 870 này. Rồi trừ 3360. Nhưng mà mình nhớ là dùng Casio đó, hiểu không? Casio mình biết được x nó bằng 14, lấy cái giá trị nguyên đó, đó. Mình sẽ để đây. Mình sẽ để là x bằng 14 đây. Rồi mình cái này là mình hạ xuống, cái này nè hạ xuống ha. Tức là ngay chỗ này đó, hiểu không, là hạ xuống đây nè. Đây là mình dùng cái hạ xuống đó, hạ xuống. Và sau đó mình dùng nhân chéo chia ngang à, này nên cho kỹ nha, tức là cộng chéo chia ngang là 14 nhân 1, tức là mình hiểu nè, đây là nhớ 14 nhân 1 cộng cho trừ 59 à, 14 1 cộng trừ 59 thì mình lấy là 14 trừ 59 thôi. Nó hay lắm đó nha, giải cái trường hợp 3 đó. Chứ còn máy này không giải được, nó ra lẹ là trừ 45, mình điền cho đây là trừ 45, ở chỗ này thì không trừ 45. Rồi sau đó mình lấy cái bước tiếp theo là mình sẽ lấy tiếp là 14 nhân trừ 45 cộng 870, 14 nhân trừ 45 là 870. Đó là lấy 14 này nhân này trừ 45 này cộng 870 hoặc 240. Đó là sẽ đi như đây là 240. Và tiếp theo mình lấy là 14 này nhân 240 cộng cho trừ 3360. Đó, 14 nhân 240 cộng cho trừ 3360. Đó, 14 này nhân 240 cộng với trừ thì trừ luôn 3360. Rồi không, điểm số cuối cùng phải là số 0 mới được. Thì ở đây nè, cái hệ số này chính là của x bình này. Hệ số này của lấy x này. Này là số này. Tức là nó sẽ tách thành này là lấy x trừ cho 14, tại vì có nghiệm x là 14. X trừ 14 không, mình sẽ lấy là x trừ cho 14. Còn tất cả cái này là 1x bình này, trừ 45x trừ 240 240 cộng 240 là x bình trừ 45x cộng 240. Tức là đây mình cho mọi cái bằng không, nhưng mà cái trắc nghiệm là bấm xích son cho rồi nó ngay giữa công trình này bấm xích son được luôn nè, ngay chỗ này nữa nè, nhập cho bấm xích son được hết, nhưng mà thôi thì giải cho em hiểu nha. Cái này n với x, n n x là sao, đang giải công trình cho n là n. Bây giờ mình sẽ ra n tức bằng bao nhiêu, n của mình tức bằng là 14 à, phương trình dưới mình bấm hai lên à, còn bằng ba lẻ lẻ đâu biết nhiêu đâu bấm một, nhưng khi trắc nghiệm là mình lỡ được rồi, nhưng mà đây là ý là mình đã đang tập cái cuộc à, 38 phải mấy đúng không? Để ra lẻ đúng không? À, thì cái này ra lẻ quá, cái dùng delta đó mà. Delta chứ cái máy này nó không xử lý nổi này luôn. Được chưa? Delta là thế nào? Đây, tôi sẽ làm giá cho. B bình. Bậc 2 nó giải không nổi luôn. B bình là 45 bình, trừ 45 ha. Trừ cho 4AC, 4 nhân 1. Nhân 240. Đó là 1065 căn 1065 được không? Rồi không ra ha, căn 1065 không ra.
là n trừ b tọa căn 1 0 tám năm chia cho 2a, 2a là 2 x 1 2, tức là cực cộng trừ, được không? Đây là cộng trừ, này là loại, còn này là nhận. À, diễn nào 14, đó mình kết luận. Vậy số học sinh nữ của lớp là 14. Vậy có, vậy lớp có 14 học sinh nữ. Bao nhiêu sinh nam? 16. Và dùng chọn đáp án là C. Tất nhiên ở đây là để chỉ cho bạn cách bấm máy ngay từ đầu luôn. Nếu như thi chắc hiểu. Ở ngay chỗ này, đúng không? Cũng giải phương trình này đây. Đáp án này nè. Là ở đây chúng ta bấm là 30 trừ n chấp 2, đúng không? 30 nè. 30 trừ x hay chấp 2 nhân với n cn chấp 1 là x n đi 4 0 6 0 alpha bằng 12 29 ấn tiếp xong. Mình bấm đáp chỉ n từ 1 đến 30 mới chọn dùng 2 bằng đi. Chờ kết quả. Được không? Một máy này hiện ra không được không ta? Rồi, vậy cái này cũng thua luôn ta ơi. Không hiểu. Thì ít là mình tách rời đây để coi nó hiểu không? Vì kia có lỗi mấy cái này. Để nhân ít bên này nha. Rồi, tiếp xong. À, chờ nó ra không? Rồi, máy thua luôn. Vì máy thua có cách nhanh nè, bạn hiểu cách nào không? Bạn dùng dấu trừ, rồi bạn đổi phím thôi, bạn cho 1, đó nó ra âm, cho 2, 3, về dài lên, tới số 7 nè. Không được hả? Tới số 14 chứ, số 14 nè. Thế câu mà tới số 4 đâu đó. Ở nói chung gì nó cũng nhanh hơn là cho như mình làm kia đúng không? Rồi, nói gì không? Tùy với bạn nha, là xong. Chưa? Đó là chúng ta hoàn thành cái này ra không? À, chúng ta hoàn thành cái trắc nghiệm. Giờ chúng ta mới được 5 điểm thôi là nãy giờ cũng sặc máu luôn 5 điểm này. Đúng không? Mới được cái trung bình này. À, nhưng mà cái phần còn lại lại là cũng không có nha. Tại vì lúc đầu mình học nói gì vậy thôi nhưng mà khi mà qua phần tự luận nó là được. Giải cái bất phương trình sao? Cái này có mặt đâu à, cái câu A này thì quá quen rồi đúng không, nó sẽ cho một câu rất là dễ, đó là mình sẽ bấm máy ra 2 điểm mod 9 2 2 1 trừ 4 3, cho mình làm cái này nháp nha, 3 với 1, 1 với 3, 1 với 3, 1 ở đây, 3 ở đây. Rồi trong trái dấu với A, đúng không? A của mình là 1 là dương, thì trong là trừ, ngoài là cộng. Rồi mình sẽ lấy cái dấu là lớn bằng không, là lấy hai bên. Tức là dùng này là x nó bé bằng 1, dùng này là x nó lớn bằng 3. À, tức là x bé bằng 1. Ở hoặc x lớn bằng 3 thì tương đương với các đoạn về đặc nghiệm của các phương trình là s nó bằng là trừ vô cùng chưa? Đấy. Kết luận đặc nghiệm nhưng sẽ được kết luận chỉ x những điểm khác đấy đến là một cũng không sai nhưng mà về công tác toán học là phương trình hay bắt phương trình đều là đặc nghiệm đó chứ không ra kết luận nghiệm được, nghiệm được là chỉ dạy mấy cái ở dưới cấp 2 thôi, chúng ta cấp 3 là chúng ta nên chọn khi dạy tập hợp. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được câu A. Rồi câu B. Câu B này có cái cách gọi là xếp dấu nhưng mà thầy sẽ không dùng cách xếp dấu là cách đơn giản này. À, mình sẽ nhớ đó là cái công thức là như thế này. Đó là A chia cho B là dương thì nó có hai trường hợp xảy ra.
cả hai đều dương hoặc cả hai đều đều âm. A dương và B dương, hoặc A âm B âm. Làm gì nó gọn hơn mà làm dấu nhanh hơn nhiều, nên làm mà dấu lâu. Rồi nếu như trường hợp mình gặp nếu có dấu bằng thì ra đúng không, thì mình chỉ lấy cái tử bằng thôi nha. Nếu đây có dấu bằng thì lấy cái tử, chứ mẫu không có dấu bằng được, tại vì mẫu là không có dấu bằng đó, thì nó thêm rồi em hiểu đó. À, vậy đây là nếu A dương thì là B âm, còn nếu A âm thì là B dương, cái dấu à. À, nhớ nha, ví dụ đây có dấu bằng thì ra thì chỉ có tử có dấu bằng chứ mẫu không có dấu bằng. Rồi chúng ta sẽ làm kiểu này nhanh hơn đúng không? Cái này x bình là trừ 7x cộng 12 dương, 2x bình cộng 4x cộng 5 dương. Hả? Đúng chưa? Đó, cả hai đều âm. Được ha? Cả hai đều âm. Hay đúng không? Những cái đề này mặc dù là có thể nó khó khăn trong kỳ mình trường mình nó cho rất là nhẹ, cho đề để cái số lấy điểm thì mình cứ học đi, nó rất là lợi cho mình. Rồi tiếp theo nè, mình sẽ 7 này mình làm nó 7 nhé. Giờ có 9 2 2 1 trừ 7 12 ra hai nghiệm là 43. À, 43 ở đây là 43. Rồi trong trái dấu A, A cũng là chữ viết bình là dương là 1, cho nên trong là trừ, ngoài là còn. Ở cái bảng trên, cái bảng dưới nè là luôn ha, tức là 2 x bình còn 4 5, tức là nhập cho máy tính là gì, 2 4 5 2 4 5. Nó vô nghiệm là nó cùng dấu A, tức là sao vô nghiệm là không có nghiệm đúng không, không có nghiệm tức là trừ vô cùng đến cộng vô cùng, không có nghiệm là nó luôn luôn cùng dấu với A, thì A đây là dương thì đây là luôn luôn dương, hiểu không? Như vậy cái đầu tiên là nó dương, em phương trên trên này là nó lấy dấu dương, hiểu không, dấu dương có là lấy dấu cộng đó, thì dấu cộng là hai bên này thấy không, đó là hai bên là x bé hơn ba, x lớn hơn bốn, x bé hơn ba. Mình ghi cái chữ hoặc trong đó họ có cái hiệu chữ v là chữ hoặc, và nếu mình trình bày ngoài mình ghi chữ hoặc cũng được, x lớn bé hơn ba bé hơn bốn, còn ở dưới là dương nó luôn luôn dương này thấy không, với mọi x luôn, thì đây là x nó thuộc R đó. Còn bên này nó âm, âm thì ở đây các bạn này là từ 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 3 đến 4 là nam, và 3 bán x bán 4, còn dưới đây nó dương dương mà nó âm thì cũng có thể được, cho nên x nó sẽ thuộc rộng, rộng là bỏ đi, cái nào rộng nó dùng đi, rộng giao với nguyên cái đó này rộng, còn cái nào giao R chính nó, tức là x bán 3 hoặc x lớn 1 đó, hiểu ha? Thì chúng ta sẽ kết luận trắc nghiệm, thấy nó gọn không? Chúng ta thầy làm còn gọn hơn cái đáp án luôn. Rồi tức là gì, trừ vô cùng đến 3 hợp với 4 vô cùng. Rồi hoàn thành xong câu B nha, ta đi vào câu C. Cái đầu thì đã nhớ tới đó thôi, một cách nào cả muốn giỏi là phải nhớ. Rồi cái trường hợp này là mình biết cái căn, cái này thầy nhiều người dùng công thức, ta không cần dùng công thức chỉ cho các bạn bằng cái sự lập tự hiểu biết của các bạn thôi, tức là các bạn hãy nhớ nha. Công thức là chỉ dùng cho hồi xưa thôi, vì cái trình tự mới tắt nó đâu có công thức đâu, dùng công thức, dùng công thức là mình đang sai sai nguyên tắc. Mình sẽ lập luận này gì này nè, để là căn A đúng không, căn A nó lớn bằng B, nếu mà B mà bé không đúng không, nếu mà B mà bé không nha, tức là B mà bé không thì sao, thì B nó bé không thì A của mình nó lớn bằng không là luôn luôn đúng, tại vì B bé hay không, hiểu không? Thì cái căn A này nó chỉ cần tồn tại thôi,
và nó luôn luôn thỏa mãn, tại vì cái vế phải của mình nó là b, nó là âm rồi, thì cái vế trái của mình nó lớn, a lớn bằng không thì căn a lớn bằng không, cho nên nó luôn luôn thỏa mãn, cho nên ở đây chỉ là a lớn bằng không. Đó là mình sử dụng cái sự hiểu biết để lập luận nha, còn mấy bạn học thuộc lòng thì cũng được mà dùng gì. Còn ha, trường hợp mà b nó lớn bằng không thì đây là công thức các bạn, nhiều giáo viên đã kêu học lòng nhưng mà thầy lập luận cho em hiểu nè, b lớn bằng không đúng không, thì mình học giống như phương trình vậy đó, mình bình phương hay b đó. À, mà không cần điều kiện a, không cần điều kiện a, tại sao cần điều kiện a, tại vì khi mình bình phương lên đó, thì a nó lớn b bình rồi, mà b bình nó đã lớn bằng không rồi, cho nên điều kiện a lớn bằng không là thừa, thì a lớn bằng b bình thì đảm bảo a phải lớn bằng không. À, rồi cái đó là công thức để mình dùng. Và đây này, tức là b bé không, tức là x chiều 3 bé không, a của mình lấy bình trừ x cộng 2 mà rồi, này lớn bằng không đó. Thì bình phương em vẽ lên, bình phương được 5 căn, này là bình lên x bình trừ 6x cộng 9, hiểu không, x chữ 3 bình phương á, rồi đúng không? Ở đây x chữ là x bé hơn 0 cộng 3 là 3, còn phương trình thì có hai nghiệm này, bấm máy này, không không chứ mình chỉ vô nghiệm, bấm thử coi có 922 này, 1 này, vô nghiệm đúng không ạ, trừ 1, 2, vô nghiệm đúng không, là nó cùng dấu với a, tức là a dương thì nó luôn dương, hiểu không, phương trình dưới này dương là luôn luôn lớn hơn không đúng không, cho nên ở chỗ này đó, mình thấy nó bị mình hiểu làm sao, cái này nó luôn luôn dương luôn chứ không phải là nó nấy nha, cho nên nó luôn luôn x thuộc r đó. Còn nó lớn bằng không thì hiển nhiên luôn, nó lớn không nó sẽ lớn bằng không đó, x thuộc r chưa, rồi hả, cái này chuyển qua x lớn bằng 3, ở này mình chuyển vế về nè, x bình y bình mất này, trừ số x chuyển về đó là, hiểu không, mình chuyển vế về đó, cả đây được gọn nè, x bình này, trừ x cộng 2 trừ x bình này, cộng cho x trừ 9 là bé bằng không, à, thì x nó bé bằng 3 giao với r là bé bằng 3 giống như trên vậy đó. À, hôm nay mình rút gọn lại là x bình y bình mất này, trừ giữ cộng 6x là 5x, là 5x đúng không, 5x rồi 2 trừ 9 là trừ 7 đó, tức là 5x tớ bằng 7, x tớ bằng 7 bình 5 luôn, để nhanh nhé, giải này lâu lắm, ở đây x tớ bằng 7 bình 5, 7 bằng 5 với 3 thế nào lớn hơn, 3 lớn hơn, những dễ trục số ra là lấy x tớ bằng 3, thì x bé bằng 3, x lớn bằng 3 là hợp lại, cái chữ hoặc là hợp, thì nó ra R, đúng không? Rồi, x, R. Đúng không? Bé bằng 3 cũng nhận, lớn bằng 3 cũng nhận, nó lấy hết trục số luôn rồi. Đó, bài tập nghiệm của bác chương trình này. Có nhiều người ghi là trừ vô cùng đến cộng vô cùng cũng đúng luôn. Nhưng mà ghi R đúng, tại vì R tức là ký hiệu cho cái tập hợp từ trừ vô cùng. À, rõ chưa? À, qua một câu giải phương trình này mấy bạn thấy khác liền đúng không? Mấy câu bắt phương trình. À, bạn học thì cho trường biết đa phần học hai cái này thôi. Đa phần cái câu B này xét dấu. Còn câu C này là ít gặp. Nhưng mà chương trình cũ là mấy này học hết. Rồi, à, chúng ta đi vào tiếp ha. Rồi, à, trả lời uống nước cái ha. À, đó mình tiếp đó, còn mấy câu này hay không nha, đặc sắc rồi đấy, và cái đề này là các bạn nâng cấp lên dữ dội luôn, chờ em 1 phút nha.
Và như vậy tiếp. Trong một ban chấp hành toàn trường gồm 7 người, có ai gồm 7 người, cần chọn 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm bí thư, phó bí thư, ủy viên thì số thì thường vụ có bao nhiêu cách chọn, thì có bao nhiêu cách chọn nha. Tức là ở đây là 7 người chọn ra 3 người, sắp vô 3 chỗ thì dùng dùng an, quá đơn giản đúng không? Đó, chỗ cách chọn cần tìm là đó, là dùng A7 chấm 3. Mình quá quen nha, lúc đầu tiên vô học cái này mà thấy có khó không? Khi mà tôi giảng thời gian rồi các bạn thấy nó dễ liền, nên nó nói rồi cái gì cũng dễ, mới đọc là mình sẽ khó hiểu, nhưng mà từ từ đi em sẽ yên tâm nó là em sẽ hiểu. Cứ tin thì mình sẽ dễ, tin thì khó, mà có điểm chung được lắm. Rồi chúng ta sẽ đi vào ô B. Chú cao ngạo, nhưng nói chung là cái đề này cái người ra đề cũng có tâm lắm, tức là cũng yêu nghề lắm. Thật sự tôi thấy là yêu nghề lắm, từ xưa thì tôi làm cái đề ít ai đặt mấy cái câu gì đó, tức là cái người ra đề này chú còn để hình con két nó ghê, tôi cũng không hiểu cái hình con két này ý nghĩa là gì. Rồi đây là cái đề gốc nè. Tức là cái người này tôi nghĩ là rất yêu nghề, được chưa? Rất là yêu toán học, mới cho những cái hình con cầm cái bông giống như là bông phượng, tức là giống như tới mùa hè đó cái thuốc cắn cái bông phượng bay đi. Con chú cao ngạo có một bà, có một xe bán bánh bánh bao nuôi sống gia đình. Mỗi ngày chú bán 10 chiếc bánh bao, trong đó có 4 chiếc cũ hấp lại, tức là bán cũ còn dư lại trước này đúng không, rồi 6 chiếc mới là 4 chiếc cũ. Rồi bạn lại mộng tưởng trên đường đến trường có ghé ngang xe bánh bao của chú cao ngạo, mua ngẫu nhiên 2 chiếc bánh bao trong 10 chiếc đó, rồi xác sức để bạn lại mộng tưởng mua phải 1 chiếc bánh bao cũ và 1 chiếc bánh bao mới, dễ à đúng không? Thì chẳng qua cái bài này 10 chiếc bánh bao với 6 mới 4 cũ, hỏi qua những cái chọn ra 1 chiếc cũ 1 chiếc mới 2 chiếc thôi, đơn giản như thế, mà tại vì người ta thích làm cho nó vui và hiểu ha. Rồi thì đơn giản thôi, khó. Nói chung là tự luận mình thấy nhẹ hơn trách nhiệm. Rồi vậy mình sẽ gọi là công nhân mẫu chứ ha. Đó, là N omega đúng không? Đó, ở đây là 10 chiếc bánh bao, chọn là 2 chiếc đúng không? Đó, là C10 chấm 2 là bằng 45. Và gọi A là đúng số. Tự luận là phải trình bày vậy nhé. Đó, là mua phải 1 chiếc bánh cũ và 1 chiếc bánh mới. Rồi, số khả năng xảy ra A là 1 chiếc bánh cũ là có 4 chiếc thì là C4 chấm 1, 1 chiếc bánh mới là 6 chiếc là C6 chấm 1, là 4 x 6 là 24. Rồi, vậy xác suất xảy ra dễ không? Đơn giản. Còn NA VN Omega đấy. NA của chúng ta này là NA nhé, bằng 24/45. Không rút gọn được đúng không? Được chứ, được. Cho cái máy này cho bấm máy đi rồi cho 3. Thế là 8/15. Rồi, là hoàn thành sau câu 2. Nói chung là cái phần này là thời gian chiếm đích hơn nha, cho thầy nghĩ vậy. Rồi, câu 3. Cái này nó độc lập với nhau, nhưng mình không có liên quan, cho nên mình cứ làm riêng biệt được. Rồi, trong một đoạn oxy đúng không? Rồi, viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm A, đồng thời song song với điểm phẩy. Ô, cái này dễ quá. Tức là hai ngã song song, hai vectơ có tiếng nó còn nhau đúng không? Đó, cái đường thẳng nè D phải nè thế trừ 7 còn có vectơ tắc tuyến
N và N. D phải A bằng 2 với trừ 3. Đường thẳng D song song với đường thẳng D phải nên có vectơ phát triển ND bằng ND phải, đúng không? Đấy. Rồi suy ra phương trình tổng quát đường thẳng D có dạng, nó không kêu mình biết phương trình gì, mình thường là biết tổng quát. Là 2x trừ 3y cộng c bằng 0. Mình lấy cái điểm A thuộc vào làm cái cách này, cái hay hơn là cái cách dùng công thức nha. Bạn sẽ biết cái hay của nó là sau này có những cái bài toán không thể làm được công thức kia. Được chưa? Đó. Giống như nó thiếu một hẳn vậy đó, mình cũng làm được. À, đây là mình lấy 2 này. 2 do x bằng 1 trừ 3 y bằng trừ 2. Đó, cộng c bằng 0. Tức là 2x bằng 1 y bằng trừ 2 là 2 chứ 2 6 là 8 thì c bằng trừ 8. Mình chơi ra mình sẽ kết luận cái phương trình này. Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng D đó, tức là gì? 2x trừ 3 y trừ 8 bằng 0. Đây là chúng ta hoàn thành câu A. Giờ tôi bây giờ câu B. Tức là mỗi câu nó sẽ cho một cái dạng khác nhau, tức là không cho liên quan với nhau. Đó. Viết phương trình tiếp tiến của đường tròn C tại cái điểm này quá dễ rồi. Thì mình có công thức tiếp tiến rồi đúng không? Mình tìm tâm thôi. Đường tròn C này có tâm thì nó còn đổi dấu này lại là thành là một, đổi dấu này là trừ hai, là một với trừ hai. Rồi chúng ta dùng nha phương trình tiếp tiến của đường tròn C có tâm y một trừ hai, mình viết công thức rồi ha. Tại điểm chắc chắn cái điểm mình sẽ thuộc đường tròn, có cần thay vô mình thay vô chắc chắn nó tại điểm M không thay là đặt nó là delta chưa đó. Thì theo như phương trình tiên tiến của mình học đó là gì? Thôi gọi lại đi ha, tại vì thường thầy cũng không có làm công thức đó, mà ngay cả cái người ra đáp án không làm công thức đó, thầy thức làm công thức khác thôi, tức là làm thầy thức làm cái phương trình tiên tiến là gì, tức là thầy dùng cái phương trình tiên tiến đó là thầy thì viết, thì dùng cái vector IEM đó làm vector phát tiến, sau đó thì dùng thì dùng cái thấy không, tại vì nó tiếp xúc mà IEM làm vector phát tiến và nó đi qua điểm M, mình hiểu không, nó nhanh hơn, tức là thầy cũng thích làm cái cách công thức nha, giờ mình đừng đừng làm công thức nữa nha, làm cách này dùng thầy đi nè, chỉ cách này nè, tức là tiếp tiến ha. Tiếp tiến là có vector phát tiến, đừng có làm công thức nữa nha, tôi ghét công thức đó lắm, và là nó tồn tại trong sách thôi chứ tôi không muốn làm. Rồi. Làm gì cho học sinh nó đồng các bạn, thật ra là dùng thức đó là đồng, nó hiểu tại sao, hiểu không, nó dùng công thức mà nó hiểu tại sao là cái đó mới khổ. Rồi tiếp tiến này gọi tiếp tiến delta, cho nên tôi cũng không có cố tình, cũng không nhớ công thức đó làm gì, cho nên đưa vô cái não tôi bảo tôi cứ làm. À, tiếp tiến delta thì mình biết là nó vuông góc với bán kính đúng không? Tại đó, tức là nó có cái vector phát tiến này nợ delta, nó chính là bằng cái vector y y nữa, đồng ý đâu? Tại vì tiếp tiến nó vuông góc bán kính, giờ lấy mọi chữ y là hai chữ một ra một, không chữ hai là hai. Rồi sau đó mình suy ra tiếp tiến delta, tiếp phương trình tổng quát tiếp tiến delta có vậy. Làm cái này dễ chịu lắm, đúng không? Là delta x cộng 2y cộng c bằng to.
mình dùng cái điểm thuộc là M thuộc thay vô bên trong. Không thấy dễ chịu không? Mặc dù nó dài hơn tí nhưng mà mình thấy hay hơn. À, đừng có dùng cái công thức trong sách các bạn. À, hai là cộng hai nhân không bằng c bằng không thì c nó là trừ hai. Rồi nói chưa? Rồi giờ mình kết luận về chương trình tiếp tiến rồi. Về chương trình tiếp tiến. Delta đó là gì? X cộng 2y trừ 2 bằng 0. Được chưa? Rồi rồi thành xong. Câu C. Chúng ta đi vào câu B đúng không? Ta đi vào câu C. À, cho đường tròn C có phương trình như thế này. M là tham số. M là tham số. Rồi, tìm tính bán kính của đường tròn C. Biết đường tròn C đi qua cái điểm này, trời dễ quá, hai cái điểm này vô tìm M, có M thì bán kính. À, hiểu không? À, rất là đơn giản, không có. Rồi, chúng ta thấy cái điểm B, chúng ta học thấy cái bài này là chúng ta sẽ được hiểu rộng hơn rất là nhiều đúng không? Bởi vì những cái dạng này mình chưa bao giờ gặp mấy cái đề trước, hai mươi mấy đề rồi, nhưng mà đa phần những cái câu hay của nó là mình không có được gặp. Ở trên là dưới mình hai một, y hai một, một bình, một bình. Nó còn nhiều đề hay lắm, nhưng mà bây giờ em có bạn thi trước trước lễ, các bạn sau lễ thì sau cứ học bình thường nha. Chứ bây giờ bao nhiêu đó cũng đủ rồi, cũng thi rồi, nhưng mà biết là mình phải học thêm nhiều đề nữa. Sau này thi rồi số lượng mới được khó lắm thôi. Mấy đề dễ tôi sẽ ngưng tới đợt mình học khoảng tới là giữa tới cuối tháng tư ấy, mình sẽ nghỉ được khoảng tháng đi, tới đầu tháng năm là tới đầu tháng sáu thì dạy trình lớp 11. À, dự kiến của thầy là vậy đó, để thầy tháng cuối thầy ôn cho lớp 9, dồn vào ôn lớp 9 à, với lớp 12 và lớp 9 là chủ yếu. À, hai nè trừ hai hết, tại đây là m trừ 4. À, rồi, chẳng hạn chúng ta với một trừ 4 này. À, ai ngồi trừ 4 và C. Và C, được chưa? À, C này và C, ta được. Và đây là trừ 4. Rồi, bán kính đúng không? Cái đường tròn C có dạng là gì? Đúng ra là đây người ta đồng nhất luôn, nhưng mà mình phải ghi danh đúng bài bản. Trừ 2AX trừ 2BY bằng C bằng 0. Với điều kiện là A bình cộng B bình trừ C bao nhiêu. À, mình đồng nhất với nhau. Đó, tức là trừ 2A tức là trừ 2B trừ 4. C luôn là từ 4. Rồi, tương tự. Ở đây A nó sẽ bằng 1, B sẽ bằng là A sẽ bằng trừ 2, trừ 2 là 1, B bằng 4, trừ 2 là 2. Đó, mình phải suy ra. A bình, cộng B bình, trừ C. Đó, A của mình đã là 1 bình, cộng trừ 2 bình, trừ C là trừ 4. Là 1, 4, 4, 1, 9, như đó, suy ra, à, đó, đó. Rồi, thì đó mình suy ra bán kính. Đó là R bằng căn A bình, B bình, trừ C, tập căn chính là 3. Rồi, thì chúng ta hoàn thành được. Và C. Đó. Đúng 4 rưỡi nha, dự kiến theo 4 rưỡi thì tạo 4 rưỡi là được, còn nó 15. Rồi biết phương trình chính tắc với lép đi qua hai điểm thì dễ quá, hai điểm nó có dạng nào biết rồi đúng không? Rồi phương trình chính tắc với lép mình thay cho hai điểm mình giải hệ ra xong bình chia A bình, B bình chia B bình bằng 1. Và chúng ta có đầu tiên cái điểm là một của elip, một elip thì chỗ nào chỉ x thay bằng hai, chỗ nào chỉ y thay bằng to, hai bình chia a bình
Cộng xong mình thì cho đây mình một thì đây là bốn thì a bình một thì a bình từ cái tích a tại vì cái phương trình của mình là a bình nó chứa a bình nó chứa a tính a chia thừa thì nào nó liên quan đến mấy cái đại lượng khác mình đã tính a rồi tiếp theo em gọi hai một ellipse thì ra chỗ này chỉ x2 bằng 2 căn 3 chia 3 à, 2 căn 3 chia 3 bình phương thì A bình cộng Y bình Y là 2 bằng trừ căn 2 B bình rồi 2 căn 3 chia 3 bình phương lên thì nó vào là lấy tương tự đó là 4 hoặc là 3 chiếu mẫu A bình là 1 4. Còn đây căn 2 bình phương là 2 chia B bình là cộng 2 chia B bình thì bên này 4 3 chia 4 là 1 3 cộng 2 chia B bình thì B 2 chia B bình 1 chia 1 bằng 3 2 bằng 3 thì B bình nó bằng 3 rồi chẳng hạn chúng mình sẽ kết luận vậy phương trình chúng ta của Elliot mình sẽ thay x A bình bằng 4, B bình bằng 3, rồi xong. Còn cuối cùng. Cho việc khai triển diện tích Newton nè, dạng động web, thấy chưa? Đó, VN là một số tự nhiên, x dương, tại cái mẫu nó tồn tại đó. Rồi biết rằng số hạng thứ hai để khai triển bằng 98. Và n thỏa mãn điều này thì mình phải giải này ra tìm n chút à. Mình đã nhớ cái công thức rồi đúng không, nhớ đó là gì, đó là cn trừ k a là trừ k còn n dư thừa à. N trừ k dư thừa đúng không, cái thứ hai đó là cn trừ k à, là n dư thừa chia cho gì k dư thừa n trừ k dư thừa à, cái số hàng lập quát là gì? A cộng B oh, của n à, tức là nó sẽ bằng công thức số hàng lập quát ha. C n cộng k a một n trừ k b một k k từ xong đến n thấy chưa à, số hàng thứ hai đó là tức là cái số tại đây là số hạng thứ k là tk cộng một c là k a mũi là trừ k b k đó. À, cái này đơn giản thôi có bây giờ mình giải phương trình này trước này thì mình nhớ những cái điều kiện này là không bé bằng n bé bằng k chưa cái bằng k với bằng n trong sách giáo khoa thì cái phương trình này chúng ta giải ra thì nó có điều kiện nha, là n lớn lớn bằng 2 đúng không, n lớn bằng 3 đó vậy đây nên là lớn bằng 3 k chỉ là 3 đó, 3 hiển nhiên lớn bằng không có ghi cái đó ha đó, vậy n nó có số tự nhiên điều kiện còn mình tương đương là dùng công thức này n dư thừa chia cho 2 dư thừa n trừ 2 dư thừa n cộng cho 6 n dư thừa chia cho 3 dư thừa n trừ 3 dư thừa bằng 36 rồi mình hiểu là n với n trừ 2 là n lớn hơn n trừ 2 hai đơn vị giống như là 10 dư thừa chia 8 dư thừa vậy đó thì n giống như là 10 thì mình tách thành là 8 dư thừa nhân 9 cho 10 là n trừ 2 dư thừa nhân 9 là n trừ 1 tăng một vị nhân 10 là n để mình rút gọn ha và bên này 6 n với n trừ 3 kiểu như n trừ 3 là 10 dư thừa n là 10 dư thừa và n trừ 3 nó nhỏ 3 đơn vị như là 7 dư thừa vậy mình lấy 10 dư thừa đó là 7 dư thừa nhân 8 nhân 9 và n trừ 3 dư thừa nhân 8 là tăng một đơn vị là n trừ 2 tăng lên một đơn vị đó là n trừ 1 tăng lên một đó là n rồi 3 dư thừa là 1 nhân 2 nhân 3 là 6
phải là điều 3 doanh thừa để lại. Rồi, thế đây chúng ta sẽ rút gọn được n trừ 2 doanh thừa thì còn cho n với n trừ 1 thì để n trước đi, n trừ 1 tiếp theo. Rồi, đây là 6 6 đơn giản đó. Phải n trừ 3 doanh thừa đơn giản chỉ còn lại n với n trừ 2 với n trừ 1. Đặt n đứng trước ha, bằng 36 n. Đó, vì n mình nó dương cho nên mình bỏ được n, là biết không? Đó là phải n trừ 1. Chứ để n là giải mà nó đặt cái tiếng chung thì cũng được thôi, mình chia hai vế cho n nên là nó sẽ bắt n luôn. Mình ghi là vì n lớn bằng 3 thì chia hai vế cho n được. Đó. Rồi phá mặt ra n trừ 1 nhân vô là bình trừ n trừ 2 n cộng 2 trừ 36 bằng 0. Rút gọn là bình n trừ n mất trừ 2 n đó, trừ 1 cộng 2 là ra 1, 1 trừ 36 là trừ 35 0. Được ha, đã bấm máy để ra mốt 922 1 trừ 2 trừ 35 ra 7 trừ 5 nên là mình 7 bỏ nhận nha. Đó, nên là trừ 5 loại tại vì là lớn bằng 3 thuộc số tự nhiên ha. Rồi. Khi có 7 rồi thì thay n bằng 7 và cái này nè ta được tức là x bình à, cộng 2 nhân 7 là 14 x đi mũ 7 đó, và nó nói là biết rằng số hạng thứ hai được khai triển bằng 98 đó. N là tìm rồi và n số hạng thứ hai nè được không? Số hạng thứ k là tk cộng 1 hay là có là số hạng thứ hai là mình hiểu là số số hạng thứ hai đó, là tức là số hạng thứ nhất lượng mới cao bằng không hiểu chưa, số hạng thứ hai đó là ứng với cao bằng thứ nhất là ứng với cao bằng không, số hạng thứ hai là ứng với cao bằng một, mình hiểu không? Đây nè thì cái kỹ cái lý thuyết này nha, số hạng thứ k đó, đó là tk cộng một, vậy số hạng thứ hai đúng không? Tức là T3 đúng không? Thứ nhất là T3 hay số hạng thứ thứ K một chứ. Tại vậy cái này thứ K một. Còn số hạng thứ hai là thứ K mình thấy đây, K một thôi. Số hạng thứ hai là T2 đúng không? T2. Rồi, T2 tức là với K là một. Vậy đây CN là 7. C7 đó. À, tức là bây giờ mình hiểu cái này không? Nếu mình không hiểu là thua rồi nha. Đấy, thì thầy sẽ nói cho cái công thức tổng quát này. Đang có. X bình này. Cộng 14 chữ X của bạn. À, theo cái công thức là sigma đó, K bằng 0 cho đến 7. C N chục K là 7 chục K A tức là X bình của N chục K là 7 chục K B B tức là 14 chia cho X mũ K. Rồi, hiểu này ha. Rồi tiếp theo cái sigma này ghi lại K bằng 0 đến 7 C7 chục K X mũ với mũ nhân với nhau mình đúng không, nhớ phút này không đúng nha, a mũ n mũ m là a mũ n nhân với m mũ cấp 6 thì mình nhân với nhau là x thấy 2 nhân cho 7 trừ k nhân nhanh luôn là 2 nhân 7 là 14 trừ 2 k. Rồi còn cái công thức chia này là mình cũng biết nãy rồi ha, tức là a chia cho b mũ n là bằng a mũ n chia cho b mũ n. Sau đó họ mình dùng thêm cái công thức nữa là a mũ m chia cho a mũ n a mũ m trừ n đó, vậy đây mình sẽ lấy là 14 mũ k chia cho x mũ k. À, mình sẽ dùng cái tổng à, k bằng 0 đến 7 hiểu chưa à, C7 chập k à, mình đem cái 14 mũ k để phía trước
số là đếm trước, rồi x mũ 14 trừ k chia x mũ k là lấy x mũ 14 trừ 2k trừ thêm k nữa là trừ 3k, đúng không? À, hiểu không? Tức là số hạng thứ, nó kêu là số hạng thứ k cộng 1 ở trong xe chuyển là người ta kêu là tk cộng 1. Tk cộng 1 là mình chỉ lấy cái ruột con này thôi, lấy cuốn này thôi, nguyên cái sao. Đó. 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 Vì cái số hạng thứ hai, số hạng thứ hai, hai tức là bằng gì phải không? Hai tức là bằng một cộng một, đối với k bằng một, trong hai điểm là tức là T2 thì hai cao một đó nha, là C7 cộng một, 14 cộng một, x cộng 14 trừ 3 nhân 1. À, C7 cộng 1 là 7, 7 nhân 14, mình lấy 7 nhân 14. 7 nhân 14 đó là 98. X mũ 14 trừ 3 là x mũ 11. Đây là x mũ K 11 đúng không? Đúng rồi. 14 trừ cho 1. X mũ 14 trừ 2K trừ K là trừ cho 3K. Đúng rồi. Trừ cho 3K ứng với K bằng 1 chỉ là mũ 11. Đúng rồi. X mũ 11. Hiểu không? Rồi. Như vậy ta có cái gì đây? Đó. Biết là số hạng nhân chuyển bằng 98. Ủa cái này nó cho cái gì? À, biết là số hạng thứ hai cho phép chuyển bằng 98. Và n là bằng 98 không đâu được. Số hạng thứ hai sao bằng 98 được? À, đúng rồi, số hạng thứ hai 98 là mình giải x. Đúng rồi. Là mình giải đi, nó kêu tìm x. Theo đề bài đang có. Đang có 98 biết mũ 11 bằng 98. Thì x mũ 11 bằng 98, 98 là 1. Mà 1 mũ gì á? Đúng không? Cũng 1 mũ gì cũng bằng 98 cho nên 1 mũ 11. À, chứ còn nếu mà đây nó ra số âm nha, trừ 1 hay ta trừ 1 thì phải là nó cũng là trừ 1 mũ 11 cũng được luôn. Thì x nó bằng 11. X nó bằng 1. Rồi đó, x nó cho dương, phải dương. Đó, và nó kêu mình tìm x, đúng không? Rồi, dùng cái lượng 7 phần 1 là giá trị phần tiền. Đó, hoàn thành cái đề này. Đó, mấy bạn có thắc mắc chỗ nào không? Không, đúng không? Hay không?